Hello mấy chị. Bữa nay là xin lỗi hôm qua thất hiện nha. Nên nay là vô live này cho cô chú chị mình. Ngoài cái việc trả quà game qua trời thì mưa, em không quay game được cho mấy chị, em không lên live được. Em sẽ trả quà game cho chị mình, xong xuôi thì em sẽ bán cái này. Trời ơi vào live ơi. Anh đẹp lắm anh ơi. Cái mặt hoa ở ngoài nó nở ra nó đẹp hơn ở trong hình luôn. Mình ra Mỹ Đỉnh hả? Em nói thiệt với nhà Hồng Lê là em nói với anh á, em không ngờ á, tại vì mình thấy trong hình nó bự đúng không, nhưng mà không ngờ ở ngoài nó bự hơn trong hình. Phải đỉnh anh. Ai lấy cây này cho khách coi cái mấy cái màu bữa nay em có mấy cái màu tông màu mạnh. Anh nhà Hồng Lê chưa bao giờ có, nói thiệt. Cô chú vô nghe. Em trả nợ game cho cô chú là ba cây này, ba cây bằng thị á, game ba cây nè. Và sẽ quay đầu like cho cô chú chị mình nha. Hello Minh Tâm, hello Minh Tâm nè. Ê, tao có cái bông mẫu đó mày, mày làm sao đi, mày năng niu lắm chị ơi, nhiều lắm ở cái này nè. Trời ơi anh ruột, mấy cái tông màu thiệt luôn á. Bây giờ trời ơi, những cái tông màu độc quyền, từ độc đến độc không luôn. Em nghĩ trong hình là nó bự rồi đúng không, mà mình không có ngộ ngoài là nó bự mà nó lại đẹp đến vậy luôn mấy chị. Thật sự bữa nay Vanda hai màu là có 3-4 màu luôn. Rất là nhiều dòng lan đẹp, rất là nhiều dòng lan đẹp luôn, thấy ghê không? Chưa đâu, còn nữa nha. Rồi, cô chú vào xem like thì bây giờ em lên màu lạ không, chứ em có lên màu cũ đâu, em quánh anh bây giờ rồi đó. Em lên màu lạ không đó, đi tầm lan mới, cái gì cũng đòi lan mới chân á. Đây chúc mọi người có một chúc cô chú chị mình có một buổi trưa xem like vui vẻ. Em tặng cho cô chú ba cây này, ba cây quà game cho chị mình bự cho bá lửa nghe mấy chị. Ba cây quà game bự cho bá lửa là nợ từ hôm qua, mắc nợ từ hôm qua tới hôm nay. Là cô chú tranh thủ mình vô đi, rồi cái em quay game cho cô chú chị mình nha. Cô chú vô đi, em quay game cho chị mình, rồi em trong thời gian cô chú vô chấm tương tác, cô chú vô chia sẻ thì em sẽ giới thiệu cho cô chú chị một cái dòng lan mới mà cái tông màu này đảm bảo cô chú từ trước tới giờ em. Cô chú chưa có sở hữu cái dòng lan này. Cây thì phải nói với mấy chị là rất là đẹp luôn. Có vàng bơ nữa, vàng bơ bông bự cho bá. Vàng mà vàng Pháp, mấy chị kêu nó vàng Pháp á. Em chào chị Phan Hằng, chào chị Chi Nguyễn, chào hết tất cả cô chú chị mình. Và game hợp lệ là cô chú chia sẻ giùm em mai 3 lần ở chứ, từ từ chị. Từ từ chứ rõ ràng. Từ từ. Và game hợp lệ cô chú chia sẻ cho em 3 lần ở chế độ công khai giúp em đi trang cá nhân, và một lần trao nhóm thương á. Bữa nay hết sức mạnh mẽ giùm em mấy chị. Chào hôm qua tới giờ đừng làm thất vọng nha. Không hề làm anh thất vọng, không hề làm khách ở đây thất vọng, nói thiệt. Hôm qua đáng ra tối là em like cái này rồi mấy chị, mà mưa mà em nói thật mấy chị, nó chảy ào giống như ở quê vậy đó. Nước ra giường nó đổ dài xuống đây nè, đâu có like được nên là giờ phải còn mắc nợ mấy chị. Mắc nợ qua tới nay. Cô chú vô đông đi, em tặng quà game ba cây này nha. Chia sẻ giùm em 3 lần chứ đồ không gáy em trang cá nhân, và một lần ra hội nhóm quay game xong rồi mới bán nha, nói trước nha. Quay game xong rồi mới bán, tặng ba cây nên đâu nắng. Cây này thơm nha mấy chị, thơm. Mấy chị vô nhớ là kêu gọi 500 anh em vô nha mấy chị. Like này mà bỏ lỡ qua là tiếc cắn chịu. Anh chị mình có nhận được thông báo không mấy chị? Chào chị Yurima. Hello chị. Chào chị Tiên My. Chào chị Phương Minh Phạm Võ. Chào hết tất cả cô chú chị mình. Bữa nay ngày 25 đúng không? Ok. Hello Ninh Tân Tâm. Bận việc không chia sẻ được, biết sao giờ em sẽ lên cái này trước nè. Cây này Mỹ Đỉnh. Mỹ Đỉnh nha mấy chị. Cây này Mỹ Đỉnh. Cây này nó có tên cho cô chú chị mình là cây Vanda Mikasawai. Mikasawai cho cô chú chị mình. Màu trắng xanh. Màu trắng hai tông màu cho chị mình, tầng trên trắng, tầng dưới màu xanh. Là hai tông màu. Và trước giờ em chưa từng, ít có khi nào mà cầm được cây Vanda trắng em bán cho cô chú ra thị trường. Không có và không bao giờ có luôn. Em lên là lên màu mới toàn bộ ngày hôm nay, lên toàn màu mới cho cô chú chị mình hết. Mà nhớ là chia sẻ, ủng hộ, nhiệt tình giúp em nha mấy chị. Chào anh Khải Trần. Chào chị Lon. Chào chị Minh Anh nha. Hello chị. Em sẽ cho cô chú coi cái tông màu em đăng lên là cái gì nha mấy chị. Mikasawai nó có tên cho chị mình.
Mikasawai. Nói chung là tối nay, bữa nay là từ ống điếu, từ cái gì cũng lên hết trơn á, từ Mikasawai. Mikasawai. Nhiều lắm. Em lên cho cô chú chị coi. Đây là cái tông màu vanna mà em đảm bảo cô chú rất là to. Bông to lắm, mà cái cây này cây khủng luôn nha mấy chị. Mikasawai. Ở bên Thái á thì cây nó ngắn lắm mấy chị. Và kể cả tất cả các trang web, rồi nó bự. Tất cả các trang web đều bán cho cô chú, cây tặng cho cô chú dữ lắm là hai găng tay. Còn em bán cho cô chú chị mình là rất là to. Rất là to nha mấy chị, rất là to. Cây là cây bự nha, cây bự. Đây là mặt bông của nó nè mấy chị. Mặt bông của nó nha. Nó chia cho cô chú hai tông màu, trắng xanh thế này. Trắng xanh thế mày. Cây này em độc quyền mấy chị nha. Cây này em độc quyền mấy chị nha. Đây. Cây này tên là Mikasawai, cho cô chú chị mình hai tông màu. Chu ton nó còn ghi cho cô chú là chu ton đó mấy chị. Hai tông màu, nó chia cho cô chú hai tầng màu, tầng trên trắng và tầng dưới xanh nha mấy chị. Và cái độ xanh của nó tùy thuộc vào cái chế độ chăm sóc của mấy chị. Có thể lên xanh đậm hoặc là lên xanh nhạt tùy theo cô chú chị mình. Nhưng mà nó là cái tông vanna trắng mà. Trời ơi, bông to dữ lắm mấy chị ơi. Cái màu này cây khủng khiếp. Cây khủng khiếp. Mikasawai. Tên nè. Mikasawai. Để đọc cái tên rồi muốn xỉu luôn. Đọc cái tên Mikasa nó giống như là cái tiếng Nhật á mấy chị. Giống như cái tiếng Nhật vậy đó. Ưu tiên chốt hả? Ưu tiên chốt chanh cây hả? Từ từ vô lấy từ từ. Vô đi chia sẻ cho em đi rồi ưu tiên ít gì đó ưu tiên. Em tặng cho ba cây. Em tặng cho ba cây. Cây là cây bự vậy nè mấy chị. Giá cây này hả? Cây này 190 cây mấy chị à. Điên cặp thì 360 ngàn cây bự. Cây bự hàng sưu tầm nha. Em bán cho cô chú nhiều đợt, em chưa bao giờ bán cho cô chú cây màu trắng. Chưa bao giờ bán cây cô chú cây màu trắng. Chưa một lần. Đây, chưa một lần bán cho cô chú cây màu trắng. Mà em cho cô chú coi mặt bông trắng của nó nè. Nhưng mà nó hơi bầm nhập tí nha mấy chị. Để trong thùng nó nhập rồi. Này cho cô chú coi cây trắng nè. Để tí. Bữa nay nhiều tông lắm nha mấy chị. Nó đi nhiều rồi là khác nữa. Nhưng mà cái này nó bị dập bông rồi. Dập bông rồi mấy chị. Cây này bị dập bông rồi. Nó là tông màu, hai tông màu cho cô chú là trắng xanh. Nhưng mà cây này bị dập bông rồi. Nên là không có nhìn được. Không có nhìn được. Khoan hãy chốt chị Thì Dương ơi, khoan. Khoan hãy chốt. Chị chia sẻ rồi chốt cây chị đi hô. Khoan để quay game cái đi chị. Cho em quay game cái mấy chị. Quay game đi. Nó đi bầu bông dữ lắm mấy chị mà. Đi lần 2, 3, 4 rồi không à. Mà coi nè. Cái màu này đẹp lắm Hoàng. Toàn là tông màu mới. Không phải là đụng hàng đâu nha mấy chị. Không đụng hàng đâu yên tâm. Nè nhưng mà bông nó dập rồi, tan nát rồi. Bông nó tan nát rồi mấy chị. Bông nó tan nát rồi. Bông bự lắm nha, bông bự lắm. Có anh ba mỗi chim không gái hả? Anh ba mỗi chim có. Có, đây nè. Đó, anh ba mỗi chim có. Có chốt dư đi, chốt dư đi, bữa bán hết rồi. Hôm bữa chị mua bên em cây khủng long ra màu trắng như vậy đó hả? Đẹp lắm. Đào vũ cho xin tấm hình coi. Tại vì biết không, cây khủng long á, cây khủng long thì em không có biết màu. Em bán cho cô chú màu sổ. Nhưng mà đa phần mấy chị về bông rất là to và đẹp. Rất là to và đẹp. Không biết, từ từ đi, bán chốt ai à. Trong giá update đi đó, 189 vậy đó. À, cái cây hồng kia kìa. Đây cho cô chú coi mặt bông của nó nghe bự lắm mấy chị ơi. Và cái màu của người ta đẹp tinh khiết. Cây này á, người ta ghi cho cô chú chị mình là Vanda Mikasa. Nhưng mà khi cô chú chị mình search Mikasa thì nó sẽ có rất là nhiều Mikasa. Mà mấy chị phải search ra là Vanda Mikasawai thì nó mới ra cái tông này. Chu ton, hai tông màu cho chị mình là màu trắng và màu xanh. Màu trắng và màu xanh cho chị mình đông, nói chung là bông bự lắm. Bông bự lắm mấy chị. Nè nó lên cái tông cho cô chú nè. Cha đẻ của cây Vanda đó mấy chị. Cha đẻ của cây Vanda đó. Em cho cô chú coi nè. Cha đẻ của cây Vanda đó nha. Rồi 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 quay game đi rồi bán cho. Không có nhiều đâu. Cây này có được khoảng 30 mấy cây à. Nói trước Vanda của em nói chung là em về cho cô chú chị mình 5-6 tông vậy đó. Nhưng mà không có loại nào nhiều hết. Không có loại nhà nào nhiều hết trơn á. Huỳnh Kim Minh chưa khoán chốt. Cứ về Hàng Huế và chỗ đâu treo cái gì. Tiền đâu mà mua hả chị Lý Thu Hoàng. Một cái câu nói em ghi nhận tình thương của chị. Một câu nói em ghi nhận tình thương của chị dành cho em. Cảm ơn chị Lý Thu Hoàng. Cảm ơn khách đã. Không có riêng chị Hoàng. Cảm ơn tất cả cô chú chị mình đã theo dõi, đồng hành và mua like của em nha mấy chị. Thật sự ra em biết là cô chú anh chị mình á,
cái chuyện mà không có tiền á thì là nó là cái yếu tố là 1% thôi. Cái chuyện lớn lao nhất cho cô chú chị mình là không có chỗ treo. Nhưng mà mấy chị biết rồi đó, cái công cuộc mê lan, cái công cuộc sưu tầm lan của mình phải luôn chinh phục được những cái cây lan mới. Em cũng vậy, khách cũng vậy, luôn chinh phục. Thật sự ra nói thật chứ mấy chị, em là luôn đón đầu cho cô chú chị mình những cây lan, dòng lan mới ở thị trường. Anh chị nào cái gì cây khủng long nhà chị ra một lúc ba vòi, bông to màu hồng tím đẹp lắm hả, thì khỏi nói mua Vanda Thái của em là nhanh bông đó. Tại cây bự mà. Cảm ơn chị Linh Trương nhiều, cảm ơn chị. Rồi vừa bán hàng vừa nhận feedback, cảm ơn cô chú nhiều. Nói tới đâu rồi trời, mà nói tới đâu rồi, em vẫn là một cái gọi là đơn vị mà em vẫn là một cái đơn vị gọi là em cũng giống như khách đó. Mình phải luôn, ví dụ như mình đã có cây lan rồi, mình phải luôn chinh phục những cái dòng lan mới. Thật sự ra đón đầu thị trường luôn mấy chị, đón đầu thị trường. Kể cả những cây này người ta chưa xuất sang Indo, chưa xuất sang được sinh, là em đã nhập về cho cô chú chị mình, là anh chị mình Việt Nam mình đã sở hữu trước người ta đó mấy chị. Trước đây để xuất về Việt Nam của mình thì người ta đã xuất trước cái kia, nói chung chỉ còn ứ lại thôi thì mình mới về Việt Nam của mình. Nhưng không, bây giờ là em luôn đón đầu thị trường cho mấy chị, kể cả những dòng tông giống mới, những cái mặt hoa mới, những cái tên mới mà cô chú chị mình chưa từng được nghe, chưa từng được nghe, em đều nhập về đây cho cô chú hết. Là gần như là cô chú đón đầu săn được những dòng lan mới cho chị mình, mà không phải là cây hàng tồn bên kia đâu mấy chị. Không phải là cái trước đây là phải nói là nếu nó tồn lại thì lắm thì nó mới xuất về Việt Nam của mình, còn bây giờ không, không phải là cây tồn đâu. Mình là người đón đầu tiên và lựa luôn cây đẹp của họ, lựa luôn cây đẹp của họ về bán cho anh chị mình. Rồi quay game trước cho, tặng cho ba cây nào, qua game hôm ba qua nha. Còn Misa trắng thì chút em bán cho. À Misa Mikasawai 109 cây cặp 360 ngàn. Nhớ chưa cô chú chia sẻ với em khoảng chốt mấy chị, bữa nay màu đẹp. Cây này bự lắm, mà cây này có khoảng được 30 cây à. Mấy chị đừng chốt trước nha, chốt trước em không biết bà chủ có ghi kẹp không. Bữa nay bà chủ ghi sổ mấy chị, nay bà chủ ghi sổ cho em livestream đó. Mấy chị thấy vinh hạnh không? Rất là vinh hạnh. Bữa nay bà chủ ghi sổ cho em livestream đó nghe mấy chị. Mà có lạc cây gì đó nghe, có mắc cây gì đó nghe, làm mấy chị biết ai đó. Bữa nay mà mấy chị chốt, ví dụ như bây giờ mấy chị phải kêu comment lên Phượng ơi, Phượng ơi, Phượng ơi, Phượng ơi, kêu Nguyễn để cây cho chị nha, không là chị giận em nó. Chứ thầy gì em nói thật, nhiều màu đẹp lắm. Đâu cái mấy tông màu rồi, cái tông màu vàng của chị đâu rồi? Chị rất là thích cái cây màu vàng này. Em thề với mấy chị là cái cây này em u mê nó luôn mấy chị. Gỡ thùng ra, dù là biết là bán lát nè, cô chú coi nè. Kiếp. Em u mê cái màu này, chưa từng một lần bán. Trời ơi, anh chị ơi, có những cái tông màu vàng Pháp nha, vàng Pháp bông to thế này luôn. Mấy chị để một tí, em sẽ lên toàn bộ là bông mới không, nên là cô chú cứ yên tâm. Cứ yên tâm từ từ đi. Em không nghĩ là trong hình nó bự vậy luôn. Theo bản năng của em nha, em không nghĩ là trong hình nó bự vậy luôn. Nhưng mà ở ngoài quá bự. Ngoài bự lắm, mấy chị ơi, nhìn mê lắm. Hai màu, rồi ai trúng nè. Tú Xuân Trương nè. 1 2. Em lên theo từng màu trước nha, em lên theo từng màu trước. 3. Trời ơi, cái đó chút đi, chút lên bán cho. 4. Tú Xuân Trương từ từ. 5. 6. Tú Xuân Trương 5 phút trước đó, Tú Xuân Trương em bé đó. 7. 8. 9 cho Tú Xuân Trương. 10. 10 lần 1. 10 lần 2 cho Tú Xuân Trương. 10 lần 3 cho Tú Xuân Trương. Xài Tú Xuân Trương xài 20 bút luôn mới ghê chứ. Tú Xuân Trương đâu rồi trời? Ai vậy? Nè, Tú Xuân Trương có nha, 5 phút trước nha. Trời ơi, anh chị đột. Nói em quay game trúng rồi, bây giờ la làng nha. Quay lại lần 2 nhanh gọn lẹ nè. Có được khoảng 30 cây à. Nói chung là Vanda bữa nay nhiều màu thiệt. Nhưng mệt lắm mấy chị, yên tâm đi. Em bán nhanh rút gọn cho mấy chị. Cái màu riêng về cái màu Mikasa trắng này nè, là em á mấy chị, là thường là nó chỉ có, em kể cả coi trên tất cả trang web diễn đàn là nó chỉ có khoảng là 2 găng tay cô chú chị mình thôi. Nhưng mà cây đợt này chị Phượng về quá lớn. Trời ơi, em nói là mấy chị cái lớn và nhanh làm bông dữ lắm. Ai mà mua cái Vanda Thái của em là mấy chị biết rồi, không có còn review nhiều, mấy chị mua về làm bông hết trơn rồi đó. Đây, nhưng mà cái cây này 190 ngàn nha, 190 ngàn. Mấy chị nói với ngôi sao những cây Vanda kim bán 150, 140 cũng có luôn, tại sao lại 190 ngàn?
Dạ, cái cây 190 ngàn nó gấp đôi với cái cây mà 150 luôn rồi, quý vị nghe. Mà đúng giá trị của nó, yên tâm đi. Em dẫn đầu về màu mới cho cô chú chị mình. Em bao giá. Em nói rồi mấy chị, không phải là nhà vườn người ta không nhập được bên nay cho cô chú chị mình đâu. Vấn đề là người ta không tìm được cái tông màu em mấy chị mong muốn. Một cái thứ nhất, cái thứ hai. Và vấn đề cái thứ hai là điều nan giải nhất cho cô chú chị mình, là dù có tìm được cây vanda thế này nhưng mà về tới đây người ta không làm được cái giá này. Không làm được cái giá này. Mấy chị trúng cái nhanh cái em bán hàng cho nhanh gọn lẹ coi. Nó nhiều lắm, bữa nay là nhiều thiệt luôn nghe mấy chị. Bữa nay là nhiều thiệt luôn, nó đáng ra là tối hôm qua lên rồi. Bữa nay nhiều thiệt nên là dồn tùm lum hết trơn. Tất cả các dòng xinh xiết chị cũng lên cho cô chú luôn. Chị Lan Hăng Hoa. Lan Hăng Hoa nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, mười phút trước, bảy, tám, chín, mười, mười lần một, mười lần hai, mười lần ba. Lan Hăng Hoa có bây giờ, có bây giờ nữa đâu, coi đó thoát ra có bây giờ đây. Từ từ Lan Hăng Hoa, từ từ. Là cô muối hả? Lan Hoa là cô muối hả? Là ai biết, ai trúng cũng được, ai trúng cũng vui hà. Yên tâm đi, tặng còn quà game thứ hai cho cô chú chị mình. Lan Hăng Hoa để cô cứ chia sẻ nha, để em tí. Đây Lan Hăng Hoa, 1, 2, 3 phút trước, 10 phút trước, ok, 3 lần 10 phút trước. Nhớ nghe, nhớ giữ comment, giữ lượt chia sẻ cho mấy chị biết sao không. Em còn tặng cho cô chú chị một cái cây vanda nữa, là quà vòng quà game thứ hai. Khách ở trước kìa, tặng cho mình nè, 4, 3 cây, 3 cây vào quà game. Lan Hoa lên thông tin giùm em nha. Lan Hoa, số 59. Rồi cho coi mặt bông, cho coi mặt bông của cây, cây em đang bán cho cô chú chị mình. Đây là cây vanda Mikasawai. Đây, và em sẽ cho cô chú coi cái chú này. Là một trong những cha đẻ trong dòng vanda chị mình. Ở bên Thái rồi có rất là nhiều nhà vườn vanda lớn cho cô chú anh chị mình. Bên Thái có rất, anh đợi tí nha. Có rất là nhiều nhà vườn vanda lớn cho cô chú chị mình. Nhưng mà cha đẻ vẫn là những người kỳ cụ, những chú kỳ cụ cho cô chú chị mình. Lai tạo cho cô chú những cái cây vanda rất đẹp. Cây vanda này nó có hai tông màu nha mấy chị. Nó chia cho cô chú hai tầng màu, tầng trên trắng và tầng trên xanh. Mấy chị, cái mức độ xanh của nó tùy thuộc vào cái chế độ chăm sóc của cô chú chị mình nha. Hai tông màu ghi rất là rõ cho cô chú. Nhưng mà khi mà cô chú search á thì cô chú hãy search giùm em cái chữ vanda Mikasawai. Nếu cô chú search cứ Mikasa thì nó sẽ có rất là nhiều màu. Còn riêng và Mikasawai thì nó sẽ chuẩn cho cô chú về cái tông màu như thế này cho chị mình. Bông to đẹp. 190 cây á hà, 190 cây cặp 360 ngàn. Game nè, game cái số nãy nè. Game là chai số năm mấy rồi. Và game là Lan Hăng Hoa số mấy. Đây rồi. Khách ở trước, ai bán hàng khách ở trước. Và vanda tím từ từ, cái gì cũng có mấy chị, từ từ. Nhớ là giữ lượt chia sẻ đó đi nghe. Chúc em quay cho cô chú chị mình, tặng cho cô chú cây vanda nữa. Bự thế này, to thế này, nhanh bé ơi hả? Em còn đôn hơn chị nữa. Đây nè, vậy nghe, nói vậy đó, cầm lên cho coi nè. Cầm mẫu lên cho coi. Nó bự thế này nè. Mikasawai 191 cây và một cặp là 360 ngàn. Vượng đọc giùm em đi, Vượng có 30 cây à. Lâu này em ít lắm mấy chị, không tới luôn á. Hình như không tới. Đây, anh Giang Phạm Lê một cây Mikasawai cho Giang Phạm Lê. Giang Phạm Lê một cây cho mình 190 ngàn. Giang Phạm Lê 190. Nguyễn Thị Dương một cây. Nguyễn Thị Dương một cây, chị Nguyễn Thị Dương 190 ngàn nha. Thảo Phạm một cây cho mình à. Không có ấy comment của mình luôn. Tú Xuân Trương. Lý Thị Kim Hoàng một cây, Lý Thị Kim Hoàng. Mikasawai nha mấy chị, 190 một cây. Huỳnh Kim Minh 23 một cây. Huỳnh Kim Minh một cây, Huỳnh Kim Minh. Cây bự lắm mấy chị, cây bự lắm. Rồi em réo Tú Xuân Trương bây giờ luôn. Võ Chí Tâm 54 một cây. Anh Võ Chí Tâm một cây cho Võ Chí Tâm Mikasawai. Chị Phan Hằng 2 cây. Phan Hằng 2 cây Mikasawai, chị Phan Hằng. 190 một cây, một cặp 360 ngàn. Phan Hằng 2 cây. Mông mông một cây. Hả? Giáp Huệ một cây Mikasawai cho Giáp Huệ. Có cây nó nhú bò luôn đó mấy chị, nhưng mà bốc tùy duyên nha, bốc tùy duyên không có lựa. Nhiên Nhiên 56 một cây. Cho chị Nhiên Nhiên một cây Mikasawai, chị Nhiên Nhiên. Đây, Nhiên Nhiên một cây Mikasawai này có bốc nhiều khi có cây nhú bò luôn mấy chị. Nhưng mà tùy duyên, yên tâm đi cô chú mua vanda Thái bên em là nhanh bông cực kỳ. Vanda Mikasawai là hai màu đó nha mấy chị. Nguyễn Ánh 57 một cây. Nguyễn Ánh một cây, chị Nguyễn Ánh 190 ngàn. Ý Nguyễn
Nguyễn một cây Mikasawa cho mình à. 180 nha, 190 nha mấy chị. Bự. Hả? Nguyễn Hồng Quyên. Chị Quyên một cây, chị Nguyễn Hồng Quyên 190. Một cây này trước đi, Tấn Nguyên Quốc có gì là chốt cây này trước rồi chút lựa một khác sau nha. Tấn Nguyên Quốc một cây cho Tấn Nguyên Quốc à. Mikasawa 190 ngàn một cây. Nguyễn Bích Chi một cây cho mình ạ. À. Nguyễn Bích Chi một cây cho mình. 190 ngàn nha mấy chị, 190 ngàn. Anh Nguyễn Điền hay Mikasawa cho Nguyễn Điền nè. Ai bản comment thì mấy chị comment lại giùm em nha. Nguyễn Điền số 63. Nguyễn Điền số 63 2 cây. Nguyễn Điền 63 2 cây. Cho chị Nhiên Nhiên. 56 có rồi đúng không? Nhiên Nhiên 56 có chưa? Chốt cho chị Giang Giang. 64 một cây Mikasawa chị Giang Giang. Giang Giang một cây cho mình. Số 64 một cây. Mới có hình bé Yến đó hả? Đâu rồi? Khách. Trời ơi khách em. Bằng cả niềm tin. Mới hình bé Yến đó vô coi nè. Nó chuyển màu đẹp lắm. Đây là panda hai màu nhưng mà cái đầu xanh của nó nha. Em nói trước cho cô chú là tùy thuộc vào xanh đậm xanh nhạt là tùy thuộc vào cái chế độ nắng gió của chị mình nha mấy chị. Khi chơi Mikasawa này, người ta ghi lên cái tem cho cô chú rất là rõ là cây panda hai màu cho cô chú chu ton. Hai màu gạch cái cây được gạch ra luôn nè. Đây, người ta ghi rất là rõ cho mấy chị là hai màu. Hai màu nha mấy chị, trắng và xanh. Trắng và xanh cái độ xanh của nó nè. Khách mới gửi luôn. Chị khách em mới gửi luôn đó mấy chị, bông rất là to. Em tí để tí. Đây, chị mới gửi em luôn nè. Chị khách trời ơi Trúc. Bằng cả tình thương. Bằng cả tình thương gửi gắm cho chị Trúc Trúc của em nha. Bán hàng lúc nào cũng vậy mấy chị. Đó, bằng cả tình thương nghe chút nha. Em lên cho chị Thúy Ngọc Trần một cây. Chị Thúy Ngọc Trần nè, 190 ngàn. Diễm Trâm Lê số 42 có 2 cây chưa chị? 42 chưa. Diễm Trâm Lê 2 cây Mikasawa cho mình nè. À, cho chị Dạ Thảo một cây. Anh chị nào sót thì comment lại giùm em nha. Dạ Thảo một cây, chị Dạ Thảo 65. À, Khang Hoàng một cây Mikasawa cho mình số 66. Mikasawa nha mấy chị. Khoan hàng 66 một cây. Tony gấu bự số 67 một cây. 67 một cây. Huỳnh Kim Minh số 23 có chưa? Kenvin Châu Nguyễn 68 một cây. Kenvin Châu Nguyễn số 68 một cây. À, Panda Tiến tí em lên cho tí em lên. Dư sức làm bông rồi. Cho chiếc Tira Trần số 69 một cây. Lá người yêu ơi. Lá người yêu ơi, chiếc Tira Trần số 69 một cây. Trần Huy một cây Panda Mikasawa. Trần Huy số 70 một cây. 190 ngàn. À, mỗi màu cây thôi chị Xuân Mai ơi. Em lên trước màu này rồi chút màu kia chị lên chị lựa nha. Nghe chị Mai, chị Xuân Trần Mai. Xuân Mai Trần một cây, chị Xuân Mai Trần. Mikasawa chị Xuân Mai Trần một cây cho mình ạ. À. Số 71. Vô Thường một cây Mikasawa cho Vô Thường. Vô Thường. Vô Thường một cây cho mình số 72. Vô Thường một cây Mikasawa cho mình nè, gần hết rồi mấy chị. Đây là cái gì ạ? Vô Thường một cây Mikasawa cho mình ạ. À. À, Hồng Thanh số 4 có chưa chị? Số 4 có chưa? Nguyễn Hồng Thanh một cây, chị Nguyễn Hồng Thanh Mikasawa. Cây bự lắm mấy chị. Chị em coi trên tất cả các diễn đàn á, Mikasawa người ta chỉ bán cho cô chú khoảng 2 cây ăn thôi. Em bán cho cô chú cây bự. Cho chị Thanh Tiền một cây Mikasawa cho chị Thanh Tiền. Thanh Tiền một cây cho mình ạ. À. Thanh Tiền một cây. À, Trọng Người Lan Trọng nè, số 74 một cây. Lên địa chỉ giùm em nha. Trọng Người Lan Trọng em bán lái nha mấy chị. Nhưng mà yên tâm đi, khách của em mua về đa phần là có bông nhanh lắm mấy chị. Mấy chị mua là về có bông hết trơn rồi. Gần như là liên tục. Chốt cho Trần Minh Cường một cây Mikasawa cho Trần Minh Cường. Trần Minh Cường một cây, có cây nó nhảy con mấy chị, có cây nhảy con nè. Trần Minh Cường một cây cho mình ạ. À. Thí Ngọc Trần số 14 một cây. Thí Ngọc Trần có rồi ạ. À. À, cho chị Thanh Tiền có rồi. Xuân Mai Trần 71 có chưa chị? Nói ghi tên vào thân cho chị biết mà không thấy đâu hết ạ. À, giờ chị chụp hình nói tên cây cho em được không chị? Được, được chị vào. Được, chị chụp hình qua đi. Rồi chị nói em ơi chỉ tên cây chị. Ai biểu nó không ghi chị chi. À, chốt cho Nhàn Thanh một cây cho mình ạ. À. Nhàn Thanh cho mình là 76 một cây. Trần Huy có rồi, Thí Nguyễn một cây. Đi một cặp là 360, giá có ghi trên màn hình nha. Cho Minh Trần 77 2 cây. Có cây nó nhảy con mấy chị không? Minh Trần 2 cây Mikasawa cho mình ạ. À.
Thanh Tuyền có rồi ạ, Hồng Thanh có rồi nha, chiếc tim trên rừng có rồi, Nhàn Thanh có rồi, Mikasawai giá của nó là 190.000 một chậu nha mấy chị. Nguyễn Thị Dương số 51 hai cây chưa chị? Thị Dương có hai cây rồi nghe chị Dương ơi. Panda hồ điệp bông trắng loại trung có không em? Hiện tại hồ điệp em có nhưng mà bây giờ là lên trước cho cô chú chị mình cái panda trước nha. Em là cái gì em ưu tiên cho cô chú trước. Hồ điệp em có mấy chị, rồi từ từ em lên bán cho. Ấy chị có thể nói tại sao mà cái mức độ xanh của chị Trúc nó nhiều không mấy chị? Là do cái giống của nó. Anh chị mình á, em nói rồi, cây panda này nó có hai tông màu chị mình, là trắng và xanh. Nó có tên cho cô chú là Mikasawa Chuton hai tông màu. Người ta ghi rất là rõ cho cô chú mình là trắng xanh. Cái độ xanh của nó nhiều ít tùy thuộc vào cái chế độ chăm sóc của cô chú chị mình mà lên năng tông xanh nhiều đậm ít ít nha. Bông to đẹp cho cô chú chị mình. Panda này thì không có thơm nhưng mà cây rất là to và khủng cho chị mình. Giá 190 một cây. Đi một cặp là 360.000. Một cặp Mikasawa là 360.000. Cái mức độ xanh của nó to nhỏ tùy cái đậm màu, tùy thuộc vào cái chế độ chăm sóc của cô chú anh chị mình. Tùy thuộc vào chế độ chăm sóc cô chú chị mình. Em quên chị Trúc có cây Mikasawa này chứ. Vang Trần một cây Mikasawa cho mình ạ. 190.000 cho Vang Trần, em cảm ơn ạ. Chào chị Tiên Nguyễn nha. Anh chị nào chưa có thì comment lại giùm em, mấy chị đem lướt lại nãy nè. Nhiều khi mấy chị comment mà em không đọc được. Mua trước mà em không đọc được. Chị Nguyễn Bích Chi 62 có chưa? Mấy chị mua trước mà em không có comment, không có coi được ẩn comment thì mấy chị nói giùm em nha. Bữa nay ẩn comment là cũng nhiều lắm mấy chị. Khách mới comment vô rồi mấy chị. Mới cho mấy chị chút bán được cho. Chị mua cây bên em nè. Nói chị thấy không? Khách mua panda của em là về bông dữ lắm mấy chị. Nhanh bông dữ lắm, mới nè, mới comment liền nè. Dặn nè mấy chị. Nè chốt chị hai cây này, chị đang đi công tác nè. Mà Trần Tho có chốt chưa? Trần Tho có cây nào chưa ta? Trần Tho chỉ chừa em cái trắng, chỉ chừa cái trắng, chị có comment chưa? Số 79. Coi rồi chưa? À chốt cho chị dạ Nguyễn Anh một cây, chị Nguyễn Anh nè. Một cây này có nhĩ con nè. Nguyễn Anh một cây, chị Nguyễn Anh. Số 57. À mê panda hoa to lâu tàn hả? Dạ, cảm ơn chị. À vào vàng chưa, từ từ chị Trình đưa kim lên cho. Mikasawa còn được khoảng 5 cây nữa mấy chị. Giá của nó là 190.000 một cây Mikasawa. Anh chị nào có chốt thì chốt em nha. Có thể có những cây nhĩ con nữa mấy chị. À, những cây nhĩ con đó. Lâu này cây lớn hết trơn rồi, không phải là cây nhỏ đâu nha. 190.000. 190.000 một cây Mikasawa cho cô chú chị mình. 190. Vàng là xong cái này. Em sẽ lên cho cô chú chị mình một cái tông rất đẹp. Là cái tông bữa nay có đỏ đốm về nữa nha mấy chị. Panda hai màu lên trước cho cô chú bông to trước nha. Mà anh chị coi cái mức độ đi bông của nó nè. Cây này bị dập bông rồi. Nó không dập bông mà đẹp lắm đó mấy chị. Cây này nè, nó trồng ở dưới nó bị dập bông rồi. Trồng ở dưới bị dập bông rồi. Nó riêng lần cho mấy chị hai ba vòi không nè mấy chị không. Dập bông rồi. Bữa anh chị nào mua cây khủng của em hình như có ra màu này luôn nè. Hồi nãy cái chị mới nói em nãy đó. Mua cây khủng là ra màu này luôn nè. Nó là cái cây nè Mikasawa cho cô chú một trắng. Giá của nó là 190.000 một chậu, đi một cặp là 360.000. Cây này bị dập bông rồi, chứ không dập bông đẹp nè. Dập bông mà đẹp mấy chị. Ngọc Thúy Trần thêm một cây, chị Ngọc Thúy Trần gặp đơn nè. Tiếng ra thấy Ngọc Thúy Trần thêm một cây gặp đơn. Cây này cũng nhảy con rồi, tùy người yêu ơi. Một cặp 360 nha mấy chị, 360. Nói chung là em không có bán cho cô chú lại điếm con hay có màu khác không? Dạ có luôn, hơi bị nhiều. Cho chị tự tin tỏa sáng một cây nè. Tự tin tỏa sáng một cây Mikasawa cho mình. 190.000 một cây Mikasawa. 190 một cây nha mấy chị. 190 một cây Mikasawa. Anh cây bự nha. Cây này á 1 gan, 2 gan, 3 gan, 4 gan và 5 gan tay. 5 gan tay nha mấy chị, 5 gan tay là cỡ này rồi nè. 5 gan tay là cỡ này rồi mấy chị. Là ngang dưới đây cho cô chú 1 mét rồi. 5 gan tay là 1 mét rồi. Cây này giá của nó 190.000. Chốt chị Phương Lam cây Mikasawa. 5 cây thì 10, combo 10 cây. Nè có những cây nó có vòi nhưng mà không biết vòi về chơi được hay không nha, nhưng mà chắc bắn lá chứ. Trời ơi màu nhiều hả? Còn màu gì hả? Chị đợi đi, còn màu gì chị? Em sẽ lên cho cô chú cái màu này rất là đẹp. Bông rất là to, rất là to, đen nếp đỏ hả? Lên trong lai này luôn chị. Lên trong lai này luôn. Lên cái cây này trước. Em
sẽ lên cho cô chú anh chị mình. Đã có quay thì sẽ có cây binh cho cô chú anh chị mình. Có quay thì phải có binh chứ. Đây cây rất đẹp mấy chị, cây này thân thủ lá cũng đẹp lắm luôn. Đây, đây là cái cây Vanda Mikasa binh cho cô chú anh chị mình. Mikasa binh. Cây này rất đẹp, nói chung là cây này nè. Vậy nè mấy chị, thân thủ lá của nó thì khỏi chê vào đâu được. Nè Mikasa binh nha. Cây Mikasa binh em lên cho cô chú nè. Ôi cây nó dày không nè mấy chị. Đây là cái cây quai. Còn đây là cái cây Sesa binh. Binh cho cô chú chị mình. Cây quai trắng này là 190 ngàn. Anh chị nào chốt chính nha, chốt này chốt em. Rồi sẽ lên cho cô chú chị mình Mikasa binh. Ok lên nè. Uống miếng nước đây. Ủa mình có bình nước không? Đây để em uống miếng nước em lên cái này cho. Mấy chị chấm kèo mình lên cho mấy chị nha. Ít luôn. Cây đẹp lắm mấy chị, thân lá đẹp mướt mát. Cây này thân lá này lá đẹp lắm nha. Nè ai mê cái màu này bông to thì hốt vớt cái màu này giùm em nha mấy chị. Em lên cho cô chú chị mình Mikasa binh. Mikasa binh hồi nãy là quai đúng không? Cái này là binh. Này có tên đàng hoàng nha mấy chị. Đây. Em cho cô chú coi rất là to, màu này rất là to và đẹp. Mikasa binh này là 180 cây, một cặp 340. Nó rẻ hơn 10 ngàn. Nó rẻ hơn 10 ngàn cho cô chú chị mình. Đây bông to vậy nè. Em mới đăng lên cho cô chú nè. Rất là to. Phải khẳng định cô chú là rất là to. Hồi nãy là em lên cho cô chú chị màu này đúng không? Màu trắng đúng không mấy chị? Là 190 ngàn, tặng cây nó lớn. Còn cây này là cái cây Mikasa binh. Nó là dạng màu hồng đốm cho mấy chị mình. Trời ơi bông to khiếp mấy chị ơi, khẳng định to. Và bông của Mikasa binh này to hơn thằng trắng hồi nãy nha mấy chị. To hơn thằng trắng hồi nãy. Cây thân thủ lá xếp đẹp luôn. Cây này lâu này cây đẹp mấy chị. Mấy chị để em tí nha. Cây này như có vòi hay gì vậy? Vòi hết luôn hả? Cây coi coi, lá đẹp lắm, cây này lá đẹp lắm mấy chị. Cái này lá đẹp lắm, lá đẹp lắm. Đây. Cây lá đẹp cực kỳ. Lô này nói chung là cái này cái lô này cho mấy chị có cái nhú cái không. Có cái nhú cái không cho cô chú chị mình. Nhưng mà cây rồi đẹp lắm mấy chị. Lá nó mướt mà nó đẹp dữ lắm. Mikasa binh. Mikasa binh hồi nãy là quay, quay lấy cái anh chị nào lấy quay trắng á thì chốt em 19. Còn binh này ghi là binh đi mấy chị cho dễ nhớ. Binh này là 180 cây, một cặp 340. Cây bông bự vậy nghe mấy chị, bự. Bông bự mà bông đốm vậy luôn cho cô chú chị mình luôn. Em lên một cây binh cho chị Dạ Thảo. Dạ Thảo một cây binh chị Dạ Thảo, lá đẹp lắm nghe Dạ Thảo ơi. Dạ Thảo. Dạ Thảo một cây chị Dạ Thảo số 65. Cho chị Thúy Ngọc Trần một cây binh chị Thúy Ngọc Trần. Thúy Ngọc Trần cho chị Thúy Ngọc Trần một cây chị Thúy Ngọc Trần số 14. Cho chị Thúy Nguyễn một cây chị Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn một cây như cây này có nhảy con luôn mấy chị mà nó đẹp lắm. Thúy Nguyễn một cây cho mình số 58. Phan Hằng hai cái binh lá đẹp hả? Yên tâm. Cây này lá đẹp chưa? Đây chốt cho Phan Hằng là số 15 hai cây. Có cây nó có nhú luôn đó mấy chị. Nhưng mà không bỏ hình vào hai nha. Này nó có cây nhú có cây không nha, bốc tùy duyên nha mấy chị. Phan Hằng hai cây. Hình Kim Minh một cây, Mikasa binh cho hình Kim Minh. Hình Kim Minh một cây cho hình Kim Minh. Hình Kim Minh một cây Mikasa binh. Trời ơi đọc cái tên này cũng lẹo lưỡi luôn mấy chị. Cái tên gì đâu, Yến Linh Dương một cây. Tên gì dễ nhớ, con hồng con cúc con huệ đi. Trời ơi cái tên gì mà thiệt đọc muốn xỉu luôn. Đây, anh có màu khác cho em chưa? Anh mới được có một cây trắng à, anh thích màu này thì anh chốt. Cho chị Nguyễn Anh số 57 một cây. Nguyễn Anh một cây chị Nguyễn Anh nè. 57 một cây. Xuân Mai Trần số 71 một cây Xuân Mai Trần. 71 một cây. Minh Trần một cây, cái này mắng lá nghe, nó có vòi cũng mắng lá, có lá cũng mắng vòi. Nhưng mà cái này là em nói rồi đó, có cây lá có cây bông bốc tùy duyên à. Bốc tùy duyên à. Chốt cái này cho Minh Trần một cây cho Minh Trần. Minh Trần chip. Em không có lựa vòi nha. Em không có lựa vòi nha. Chứ chị Tuyết Tina Trần hai cây nè, cây đẹp quá trời luôn mấy chị. Nè. Chị Tina Trần hai cây. Cho Gia Hân một cây. Gia Hân một cây nghe, trời ơi, chủ yếu là mấy chị cây đẹp là được rồi. Gia Hân một cây nè, nó nhanh bông như lắm mấy chị. Yến Linh Dương có rồi nè. Trần Huy số 70 một cây nè. Trần Huy số 70 một cây. Trần Huy 70 một cây. Xuân Mai Trần có rồi. Phan Hằng thêm hai cây đẹp. Cây đẹp Phan Hằng mà bông to cũng khiếp.
Phan Hằng 2 cây chị Phan Hằng. Phan Hằng 2 cây, số 15 2 cây, Hồng Thanh số 4 1 cây. Hồng Thanh số 4 1 cây. Thêm. Số 4 1 cây cho nè, Giáp Huệ 1 cây. Dạ, 180 1 cây đi một cặp là 340 nha. Giáp Huệ 1 cây cho Giáp Huệ. Giáp Huệ 1 cây Mikasabin cho Giáp Huệ nè. Cây này đẹp mấy chị. 55. Ren Red có chưa có lên bán. À, chiều qua chốt anh Đạm nhân viên đang chốt đơn dần cho mình. À, anh còn một cây em. Là cho anh cái cây này nha. Cho anh Nguyễn Tuấn Nguyễn Quốc một cây Mikasabin cho mình. À chị Nguyên chưa biết một ba hả? Rồi ok rồi cho chị Nguyên coi. Em cho chị Nguyên coi. Hồi nãy là em bán cây quai bự. Nè, hồi nãy là em bán cái cây này nè chị. Mikasawai 190 một cây. Cây bự. Cây bự nha, cây bự luôn, bự hơn cao hơn này luôn. 190 một cây. Bây giờ em bán cho cô chú chị mình là Mikasabin màu bự thế này nè. Cây to bự thế này cho mấy chị chuẩn bông. Cây thân thủ lá đẹp luôn mà cây này cây lớn rồi mấy chị. Mua về dư sức mấy hồi làm bông. Chỉ đặt hai cây mà chỉ các em gửi cho em một mớ nồi mới nữa nè. Chị mua bên đây là cây bông bự hay không nè mấy chị khách nè. Mà chiều nắng thấy ghê không đẹp chưa? Mấy chị. Nói chung là Vanda mấy chị mua bên em á là Vanda mấy chị mua bên em là nhanh bông lắm tại vì cây lớn rồi. Mikasabin 180 một cây. 180 một cây nha. Còn này là Mikasawai 190 một cây. Đó. Lấy cái nào thì nói em. Kali một cây binh cho mình nè. Kali một cây binh cho mình. Bộ nhiều lan đẹp lắm luôn á chị Danny Nguyễn ơi. Một cây binh vô thường số 72 gặp đơn. Nó có tên cho cô chú á. Vô thường một cây cho vô thường một cây gặp đơn nè. Nguyễn Hồng Thanh có rồi dòng đơn trưa được. À, cho chị Nguyễn Hồng Quyên một cây màu mới, chị Nguyễn Hồng Quyên nè. Một cây Mikasa. Một cây Mikasa binh cho chị Nguyễn Hồng Quyên. Nguyễn Thị Dương. Nguyễn Thị Dương một cây binh cho chị Dương nè. Thị Dương. Nó có nhảy con mấy chị cái giống này nó có nhảy con nè. Thì Dương một cây. Trúc Ly lên thông tin em chốt cho. À, chốt cho Yến Trần hai cây Mikasa. 84. Yến Trần hai cây cho Mikasa bên cho chị Yến Trần nha. Một cây chị Yến Trần nè. Từ từ nha. Hai cây chị Yến Trần à. Yến Trần hai cây nè. Một hai cây bên hai cây quay nè, còn nữa lên đặng còn. Hai cây binh và hai cây quay chị nè. Em cho chị hai cây binh trước nha. Hai cây binh cho chị nè. Hai cây binh và hai cây quay cho chị Linh Đặng. Quay là tặng cây nó to. Quay là tặng cây nó to hơn. Quay là 190 một cây. Một cặp là 360 nghìn. Này đây là cây quay chị nè. Cây quay tặng cây nó to. Cây quay là bự lắm nha mấy chị. Hai cây quay chị nè. Chốt cho chị Kim Hương một cây binh cho chị Kim Hương. Kim Hương một cây binh cho chị Kim Hương. Kim Hương một cây binh cho chị Kim Hương. Em lên cho chị Trúc Ly một cây cây binh cho chị Trúc Ly. Trúc Ly một cây binh cho chị Trúc Ly. Trúc Ly một cây binh cho mình ạ. À. Đây. Trúc Ly 87. Bông đẹp lắm nha mấy chị ơi, cái bông rất là to. Cây này cây lớn rồi. Đây là Mikasa binh. Binh hồng cho cô chú chị mình. Còn cái kia là Mikasa Wai. Là nó có hai tông màu trắng và xanh cho chị mình nha, trắng xanh. À, cho Sáu Thị hai cây binh ok cho Sáu Thị. Sáu Thị có hai cây cho mình nè. À. Nè có tên nha mấy chị có tên đàng hoàng. Sáu Thị hai cây cho mình 304 em cảm ơn ạ. Đây. Quay là 190 một cây một cặp 360. Còn binh là 180 một cây một cặp là 304 nha khách nha. Đây cho cô chú chị coi nè. Binh. Mikasa binh 180 nghìn một cây. Banda Lucky không có nhưng mà Giáp Huệ ơi, bữa nay có mấy cái tông màu đẹp lắm Giáp Huệ. Từ trắng, từ tím, từ vàng, từ cam, từ đỏ có hết. Từ Banda hai màu mà nó pha cho cô chú hai tông màu, đốm nâu gì hồng gì cũng có luôn. Cũng có luôn. Nên trải nguyện mỗi thứ một cây. Nên trải nghiệm mỗi thứ một cây. Binh nha. Mikasa binh cho cô chú chị mình 180 nghìn một cây. Cho cô chú coi là mặt hoa của nó nha mấy chị. Chuẩn tông 100%. Chuẩn tông cho cô chú 100% nha. Đây là Mikasa binh. Bông bự như thế này cho chị mình rất là to. Cây binh thì bông nó to hơn quai nha mấy chị. Quai thì nó đi nhiều gồ hơn. Cho cô chú chị mình nói chung là sai bông á. Thì thằng binh này là bự hơn. Thằng binh này bự hơn cho cô chú chị mình. Còn quai. Quai á là nó nhỏ hơn tí thôi chứ nó cũng không quá nhỏ. Nó nhỏ hơn một tí thôi mấy chị. Đây, nó nhớ nó cho cô chú hai tầng màu. Nhớ cái đợt cái cây này chưa lên đầu xanh nhiều nè mấy chị. Có cây khách trồng rồi lên đầu xanh nhiều. Đó, nó ok. Cây này hai tông màu nha mấy chị. Cây quai là tặng to lớn mấy chị. 190 một cây một cặp 360 ngàn. Còn cây Mikasa binh là 180 một cây một cặp 360. Hai tông màu điển hình cho cô chú chị mình về dòng Mikasa.
Mikasa là mấy chị biết không, là thân thụ lá kim, lá kim cho cô chú chị mình lá đứng, nó tặng lá dài cho cô chú chị mình. Mikasa là nhắc tới dòng lá kim đó mấy chị. Em chào chị Liên Nguyễn nha, có màu vàng luôn. Nhà chị nở đẹp mê, trồng ăn nắng ra bông hả? Cứ phun nắng là có bông. Vanda cô chú chị mình, cứ phun nắng là có hoa. Có Vanda hai màu luôn. Một cây bên cho chị hết luôn. Hai màu màu hết luôn á chứ. Đây một cây bên em cho chị Nguyễn Bích Chi. Mikasa bên. Đây là Mikasa bên hồng cho cô chú chị mình. Nguyễn Bích Chi một cây chị 180.000 em cảm ơn ạ. Nguyễn Bích Chi một cây. Đẹp nha, bông to nha. Một cây bên cho chị Kenvin Châu Nguyễn. Kenvin Châu Nguyễn một cây bên cho mình. Mấy chị coi Vanda Thái nè. Em nói với chị á, nhà vườn đó nếu mà nhà vườn nào trồng Vanda là chỉ có một loại là Vanda, không có dendro vô. Nhà vườn nào dendro là dendro không, nhà vườn nào Vanda không là Vanda không, là giống như là người ta chỉ chuyên một loại cho cô chú cho mình và dốc hết tâm lực trồng cái cây Vanda cho cô chú đặc nhất nha mấy chị. 180.000 cây bên. Hết bên nè. Đây Mikasa bên. Mikasa bên 180 một cây nha mấy chị. Có nhiều khi một cây bên cho chị Kanao Huỳnh. Có nhiều khi cây có vòi luôn nè. Có cây lá có cây vòi nhưng mà bóc là tự nhiên à. Kani Huỳnh à. Kani Anao Huỳnh một cây bên cho chị Kani Huỳnh. Em cảm ơn ạ. Bên quay còn không? Cây là cây bên nè mấy chị. Cây bên này là 180.000. Cây quay này là 190 nè. Em lấy cho coi cây quay. Là cây trắng, màu trắng hiếm lắm mấy chị. Màu trắng là anh chị sẽ thấy ít có bán. Ở đó giờ mới có bán màu trắng lắm, đâu có đâu bán. Đây là cây quai. Cây quai là tặng cây nó to hơn cây binh nha. 190.000 cây quai. Tặng cây nó to hơn mấy chị, nhìn nó giống như cây. Trời nó bự giống như cây Vanda Mokara luôn. Trồng Vanda mà nó bự giống như cây Mokara luôn mấy chị. Thấy ghê không? Nè đây là cây binh. Đây là cây quai. Cây quai là một cây binh chốt cho anh. Anh Nguyễn Điền, em cảm ơn Điền. Cây quai thì tặng cây nó to cao hơn. Cho Khen Nguyễn một cây binh cho Khen Nguyễn nè, có dây con nè. Khen Nguyễn một cây Vanda nè, binh nè cho Khen Nguyễn, cảm ơn ạ. Nè anh chị thấy không? Cái này cái giống này có nhảy con. Văn Dũng Ngô một cây binh cho Văn Dũng Ngô. Văn Dũng Ngô lên thông tin giùm em ạ. Văn Dũng Ngô cây binh cho mình nè. Còn được mấy cây binh cuối cùng nữa mấy chị. Thường là em thấy cây nào cũng có mẹ một con hết trơn á. Không mấy chị khỏi nói. Khỏi nói em mất tiền riêng cho mấy chị yên tâm. Thường là nó có điều em thấy nè. À cho anh Tuấn Nguyễn Quốc có cây binh rồi. Tuấn Nguyễn Quốc có một cây quai và một cây binh rồi. Có. À, cây mi cây sao quai màu trắng, trắng xanh cho mình và binh có rồi. Cho chị Linh Nguyễn Thùy. Linh Nguyễn Thùy. Một cây binh cho chị Linh Nguyễn Thùy. Chờ Cẩm Xuân nãy giờ chị Cẩm Xuân đi đâu Cẩm Xuân? Em là tâm quyết vô cái livestream này mà Cẩm Xuân. Em nói mấy chị em like sống like Vanda, mấy chị đừng ngoài mấy người có Vanda nữa không nha. Đây, Mikasa bin 180 một cây. Mikasa quai 190 một cây. Hai tông màu cho cô chú chị mình. Cây quai này là nó có hai tầng màu là màu trắng và xanh nha mấy chị. Cái độ xanh này nó chưa lên chuyển tới nha, là cây này còn chuyển màu nó chưa có tới. Màu xanh này chưa tới. Thì riêng cái cây quai này nó mấy chị, cái tông trắng á, cái tông trắng trắng xanh á là nó khó lên màu hơn so với những dòng kia. Lý do cái tông trắng xanh nó thuộc ngày xưa á, người ta lai ra khi mà lai màu trắng nó báo mấy chị, toàn là cây ba không. Có mà toàn là cây ba không đó mấy chị. Bởi vì khi mà nó lên màu trắng xanh này nè, lên màu cho cô chú đa phần là không lên liền, mà là lên từ từ, lên từ từ. Đó. Còn bi cây sa bin này là lên luôn chuẩn đông vậy luôn. À quai thì 190.000, bin là 180.000. Một cam có luôn. Dạ. Chúa Giêsu. Đây. Binh. Binh 190 180 một cây binh. Quai, còn được có 4 cây quai mấy chị. Em còn được 4 cây quai luôn nè. Cây quai là tặng cây nó bự hơn cây binh nha. Quai là tặng cây nó bự hơn cây binh nha. Đây là cái cây hồng binh cho cô chú cho mình. Hồng binh Mikasa binh nha. Còn kêu là hồng binh cho cô chú chị mình. Còn đây là Mikasa quai, là màu trắng xanh cho cô chú chị hai tông màu. Đây cũng có nhảy con. Cũng có nhảy con cho cô chú chị mình luôn. Đó mấy chị nhìn thấy bộ rễ của nó nè. Người ta trồng rất là tốt nha mấy chị. Quai không có cây thấp đâu, quai cây cao thôi. Quai á, trời chị mua cây này ngon lắm chị Ban Trương. Chứ sao trong web nước ngoài thì nó chỉ bán 2 gang thôi. 2 gang thôi chị mà cũng giá này. Cây lớn hơn. Đổi tranh kia bên Thành Cam đi, em quánh ra bây giờ chốt rồi có đổi.
bên mình cao trước trước quánh em bây giờ ở đó, quánh em bây giờ không đổi đó, không đổi đó. Đây là cây bên, đây là cây bên nha. À, cho chị Diễm trăm lê một cây quay, Diễm trăm lê mua thêm đi chứ đổi quánh anh giờ đâu rồi, ổng ở đâu tao quên rồi. Ninh Kiều Cần Thơ, Ninh Kiều Cần Thơ là đất rộng lắm, đất rộng lắm, với Sài Gòn nên là chỗ treo Minh Thiên có màu vàng luôn. Tâm Pha một cây mi cây sao quay cho Tâm Pha chín ba, Tâm Pha mi cây sao quay cho mình 190 ngàn. Cho Liêm Bảo một cây bên, cho Liêm Bảo. Cần Thơ đất rộng lắm nha anh Tấn Nguyên Quốc, Cần Thơ rất rộng lắm. Đây còn cây hai cây quay nữa mấy chị, hai cây quay nữa, hai cây quay nữa rồi lên cái màu này cho cô chú nha. Bên rồi ta, bên đẹp, bên đẹp luôn á. Đây là bên nè, bên lá đẹp ghê chứ chủ nè, bên nè, bên nè mấy chị, bên lá đẹp. Đây bên lá xếp mướt cho cô chú rất là đẹp. Đây là Mikasa, à, hai giống cho cô chú. Lựa cây quay nhỏ được không, to quá chỗ treo rồi. Bây giờ không có, ta kiếm cây to không có, bả to ở Sài Gòn không có cái nhỏ nó vậy luôn á chị, nó vậy luôn á. Cô Dung Thân là thông tin số điện thoại. Một cây quay nữa cho Liêm Bảo. 94 một cây nữa. À một cây quay cây bên. Ok cây này là cái gì đây? Cây này là cây quay. Cây quay chị nè, ok cảm ơn chị, em quên. À, một cây cô Dũng Trần ơi, cô thông tin em nha. Một cây quay cho chị. Một cây quay em chốt cho chị. Manh Trần bả Sài Gòn mới có chỗ treo. Sài Gòn mới có chỗ treo. Bà mua mấy căn nhà Củ Chi rồi bà chưa về ra ngoài hay sao? Dung Trần một cây quay trắng cho mình, ok. Dung Trần một cây quay cho mình 190 ngàn, cảm ơn ạ. À. Dung Thân, Thân chứ quên lên thông tin. Hết trắng hả? Nè bên bên hồng. Dung Thân lên địa chỉ giúp em với chị Dung Thân ơi. Hai cây màu tím. Chị Sáu Thị có hai cây banh đa màu tím chưa ta? Sáu Thị có hai cây chưa? À có rồi, có rồi. Sáu Thị có hai cây màu tím rồi. Sáu Thị có rồi. À, ổng cơ. Anh Tuấn Nguyên Quốc hả? Như cây binh của anh Tuấn Nguyên Quốc có con mà. Tuấn Nguyên Quốc đổi cây này cho Tuấn Nguyên Quốc nè. Cho em cây trắng. Trắng chị Hằng ơi, em bán lá. Nè. Chị Thúy Văn Nguyễn nè. Em bán lá nghe lên thông tin giùm em đi chị. Thúy Văn Nguyễn cây mi cây sao quay trắng chị nè. Em bán lá nha. Lên thông tin giùm em nha. Ok thì lên thông tin giùm em. Tôi có thông tin em nhận đơn nha, mi cây sao quay. Bây giờ lên cho cô chú cái màu này nè. Từ từ. Một cái hoa trắng cho Hồ Câu Đại Dương lên thông tin luôn nha. Có thông tin em nhận đơn nha. Trắng 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 trắng. Đây. Hồ Câu Đại Dương cho mình là nó có nhú vòi mà vòi về chơi được chơi nha. Không chơi được thì dưỡng vòi khác giùm em nha. Hồ Câu Đại Dương nè, lên thông tin giùm em luôn. Mặt khoan để cho hai khách này có thông tin đi. Cái này Thí Hà Nguyễn nè. Đây là Hồ Câu Đại Dương nè. Lên thông tin giùm em nha khách ơi. Lên thông tin giùm em khách ơi. Khách ơi lên thông tin giùm em khách ơi. À, cho trọng người ta lớn rồi, cây có con hả? Dạ ok anh. Hai cây bên chanh nè, hai cây bên gặp đơn này chanh, trọng người lan trọng nè. Hồ Câu Đại Dương có số ngồi ok. Hồ Câu Đại Dương là cái cây này là số 97. 97 Hồ Câu Đại Dương á. Hồ Câu Đại Dương 97. Đây bên, bên hết luôn á. Bên còn được có mấy cây luôn nè mấy chị. 4 cây bên nữa hết rồi. Gửi số người inbox nghe ok chị Thằng Nguyễn, ok chị. Gửi inbox giùm em nha. Nè, cái đó của chị Thằng Nguyễn. Em cho cô chú coi đây là cái binh. Binh này giá 180 một cây, một cặp 360 ngàn. Rồi em sẽ lên cho cô chú chị mình cái tông panda hai màu cực đẹp. Màu hai màu này là không chơi vào đâu được luôn nè mấy chị, chuẩn bị soạn bằng phím nè mấy chị. Chuẩn bị soạn bằng phím nè, cây này rất là to và màu cực kỳ đẹp luôn. Riêng về cây panda hai màu em nói với chị là thương hiệu của em. Lý do không ít, không một nhà vườn nào hoặc ít nhà vườn nào, hiếm hơi nhà vườn nào có được cái tông panda hai màu bán ra cho cô chú tại thị trường Việt Nam của mình. Cây này siêu to và đẹp lắm nha mấy chị. Nó vừa là hai màu mà vừa là rằng ri và vừa là đốm cho cô chú chị mình luôn. Bên cho cây bên nữa đi. Cho cây bên đẹp, cây bên đẹp nè. Ok ok. Bên nhảy con đẹp nè. Đây. Binh. Binh. Hồng binh 180 ngàn. Mi cây sao hồng binh. Để coi cái giá bên đây màu này như mấy chị. Hả? Nó hàng
toàn vòi. Trời ơi, anh chị ơi, cây vanda hai màu này đa số có vòi hết luôn. Mà vòi này vòi ngắn về chơi vòi luôn, về chơi bông luôn nè. Đã luôn nghe, cái cây này nè. Không, cái này khác. Đang nói cây binh mà. Em đang cầm cây binh mà. Mình tưới cả từ trên đến dưới, tưới từ trên đến dưới. Hai cây bên chốt cho chị Trăng Phan nè. Cho cây bên đều đều cái này. Hai cây bên chị Trăng Phan nè. Tưới từ trên xuống dưới chị. Tưới từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới. 99. Đào Hương ơi, cho cây đẹp nè Đào Hương ha. Đào cây này nè. Đây. Đào Hương cây Đào Hương nè, đẹp chưa? Đào Hương cây. Chốt mất tiêu Uyển Anh Dương ơi. Nói chung là nhanh bông. Nhanh lắm bóng chị. 100. Bên nào bên. Rồi để em soạn ra em lên cho cô chú cái hai màu. Hai màu cũng giá như vậy. Panda hai màu. Mà hai màu này là hai màu cam. Cái màu này kêu màu gì trời? Màu này kêu màu gì trời? Không biết màu gì luôn mấy chị. Cam, đó là panda đỏ cam hay màu. Đỏ cam. Mà không phải đỏ cũng không phải cam mà nó vàng vàng, sau đó mấy chị nó đốm đốm. Cho chị cây đẹp Phương Nguyễn cây này nè. Phương Nguyễn cây panda hồng bên cho chị Phương Nguyễn. 180.000. 180.000 Phương Nguyễn. Đẹp nha, đẹp nha, đẹp nha. 180. Panda bồng binh 180.000. Em đang coi cái thùng hoa hai màu với mấy chị đại tính. Hai màu lá nó cứng cáp hơn. Lá nó cứng cáp hơn. Bự hơn. To hơn mà lô này em thấy nhú hết trơn rồi mấy chị ơi. Hai màu này nhú hết trơn rồi, nứt hết trơn rồi. Lòng cà vạt khi nào mới có chị hả, ở dưới giường. Dưới giường dưới mấy chị nào em về giường dưới em live stream em la làng lên là bữa nay em có lòng cà vạt là mấy chị vô hút luôn liền nha. Nha bữa nào mà em về giường em live stream cái bữa đó là em la làng lên nói khách bữa nay có lòng cà vạt em la làng lên là cô chú chị mình nhảy vô hút liền nha mấy chị, hút liền nha. Bây giờ mấy chị mới biết được cái giá trị của cây lan lòng cà vạt. Rồi lên cái này nè, bên đai mỏng của con đâu, bên đai mỏng của con đâu. Có em có con này, ở đó có panda hai màu của con. Trước giờ thị trường độc quyền panda hai màu vẫn là Indonesia. Trước giờ Ngọc Điểm mai có like này đẹp khủng khiếp luôn. Ngọc Điểm khủng khiếp luôn Tuân Phan. Nói lại lần nữa nha. Cây panda hai màu lấy giùm miếng cái mật bông đi. Không bao có tiếng không hả? Nè 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 nè, nè cái màu này nè. Nè nè bên bánh kem Túc Trinh mới cầm lên rồi. 180.000. Mikasa. Mikasa bên bông bự này nè, chị bánh kem Túc Trinh. 180.000 người yêu. 180.000 cặp 340. Rồi bây giờ em lên bên đây màu này cho Mikasa, cái này cho chị bánh kem Túc Trinh coi cái này. Hửi. Nè, em nói lại nha. Cây vanda hai màu thì không có nhảy con. Đặc thù cái dòng lan của nó. Vanda hai màu là cây này em độc quyền cho cô chú chị mình. Và độc quyền luôn thị trường miền Bắc luôn. Này không bảo hành vòi hoa nhưng cái... Đây cái này em bán lá mấy chị, tại nhập trực tiếp từ Thái về. Trăm. Đây nó sẽ như thế này cho cô chú chị mình. Hoặc đây là cái cây vanda hai màu. Vanda hai màu là cái bản lá khác. Hãy bỏ cây binh nè. Hãy bỏ cây binh nè. Có dây con đẹp hả? Ok cây bới thầy luôn nè. Nè. Hãy bỏ cây binh chị, hãy bỏ nha. Hãy bỏ cây binh nè chị, hãy bỏ. Rồi em lấy cho cô chú coi. Đây là cái cây vanda hai màu. Đây coi nó nhú ở đâu nữa nè. Nứt nè không. Nhưng mà cái vòi này chắc mấy chị về chơi được đó. Em nói thiệt đó. Bông rất là to. Panda hai màu em độc quyền luôn kể cả thị trường miền Bắc. Nói luôn nha mấy chị. Nói luôn nha. Độc quyền. Toàn bộ thị trường Việt Nam cho cô chú chị mình về được tông panda hai màu. Đây mặt hoa của nó đây. Rất là đẹp. Nghe khách ơi. Coi mặt hoa nở thực tế. Đây. Rất là đẹp. Bông rất là to. Dù là bông bói. Đợt bông thứ hai còn bự khủng khiếp nữa. Hoa chùm. Pha cho cô chú hai tông màu. Tầng trên là nó hơi cam. Nói chung là màu hồng dâu mấy chị. Ở trên là mới hồng dâu dưới là đỏ. Pha chút đốm cho cô chú chị mình. Đây. Bông dày nè mấy chị. Đẹp chưa? Thằng này bị tháng này bị gái gạt hoa hoài nha hả? Có mua không? Mua không? Lựa cho cây nè. Nói chung là cây đẹp mấy chị.
À, nhưng mà cái panda hai màu này như vòi hết luôn. Thấy vòi hết đó mấy chị. Nhưng mà chầm vòi hết. Vòi hết nhưng mà mấy chị ghi panda hai màu đi. Panda hai màu đi mấy chị. Panda hai màu đi. Mà panda này màu này chị kêu màu gì chị? Hồng hồng đỏ cam. Đỏ cam. Đỏ cam nha, kêu nó là đỏ cam mấy chị. Đỏ hơi cam cam tí. Đỏ hồng đi chứ vừa nó hơi hồng hồng chứ đâu có cam đâu. Thôi đỏ cam đi, đỏ cam đi mấy chị. Bây giờ mình không phân biệt được thì đối với sau nó pha có chút dâu dâu tí. Nó hơi ngà ngà cam cam cũng đúng, đúng đúng mấy chị. Đây là đỏ cam đi. Đây. Cái nào cũng như cái nào cũng có đủ hết trơn á. Nhưng mà với cái vòi này yên tâm. Chung là với cái vòi này em không bỏ hình vòi thật. Nhưng mà với cái vòi này gần như 98% tỷ lệ dân số mấy chị về nở hoa. Ok không? 180 một cây dáng cặp 340 chốt giùm em mấy chị, không chốt tí hơn chịu, mà hoa chuẩn. Em bao thị trường luôn. Anh chị cứ anh chị không tìm được nhà vườn thứ hai từ Bắc chí Nam. Cho cô chú chị mình kiếm được nhà vườn nào bán được tông panda hai màu ra thị trường. Em độc quyền mà. Thì em nói mấy chị đa phần panda hai màu á là trước giờ không bao giờ xuất về Việt Nam của mình. Về Việt Nam của mình đa phần những tông màu cơ bản anh chị mình đã biết rồi. Nha. Là cây này đều thị trường lớn nhất của nó chiếm 80% tỷ lệ xuất đi là Indonesia. Và gần như là nó vừa về ra, nói chung là nó có hình thôi. Và người ta là mới có ra mô thôi là người ta đã mua hết lô. Mua hết lô nên là cái việc mà để bán cho anh chị mình ở Việt Nam giành giật mua ở Việt Nam của mình gần như là không có. Và anh chị biết rất là rõ là không có một nhà vườn Việt Nam mình có trồng panda. Không có một nhà vườn Việt Nam nào có trồng panda cho cô chú chị mình. Đa phần là nhập cây lớn về dưỡng bông bán. Ok không? Không có một nhà vườn thì trồng panda rất là lâu và giá trị nó rất là cao cho chị mình. Rồi riêng một cái điều nữa chị mình, cây panda Thái. Em có nói cô chú chị mình tại sao mấy chị mua panda của em về nhanh bông. Mà em luôn nhận được feedback của mấy chị là Yến ơi cây của chị bữa chị mua của em đợt đó về nay có bông rồi. Yến ơi chị mới nhận được cái cây của em ở nay có bông rồi nhanh bông. Làm bông tột thì cây Thái người ta trồng mấy chị là đủ tới đủ độ tuổi trưởng thành nó cho hoa là người ta xuất. Chứ người ta ít có xuất cây con, một là người ta bán cây con, hai là người ta bán cây trưởng thành. Chứ người ta không có bán cái dạng như dở ương ương. Nên là về cô chú mua rất là nhanh bông. Rất là nhanh bông mà cũng không cần kích mấy chị. Với lại em anh chị nào chơi panda thì anh chị mắc cho cô chú một điều này nè. Không cần trồng cái thể, chỉ việc treo lên chơi thôi. Rất là đơn giản, không được bài vẽ. Ốp tường cũng được, ốp gỗ cũng được, treo cũng được, gắn vô gốc cao cũng được. Nhớ nhưng mà phải nắng. Nắng càng nhiều thì càng tốt. Nắng càng nhiều thì càng làm bông. Mà tưới nước có càng nhiều càng tốt. Giá nhiều lắm. Có mấy màu chị Tú Nguyễn nó có nhiều màu lắm đó chị. Em đang lên xương xương từ từ nha. Xương xương từ từ chốt nha. À, rồi từ từ panda hai màu em rước từ trên dưới cho nha. Cây panda hai màu. À, cho chị Nguyễn Hồng Quyên một cây. Nguyễn Hồng Quyên cây panda hai màu chị Nguyễn Hồng Quyên 180.000. Nguyễn Hồng Quyên một cây cho chị Nguyễn Hồng Quyên. À, cho một cây panda hai màu nữa cho chị Dung Thang. Dung Thân nè. Cây panda hai màu cho mình. À, cho chị Thí Nguyễn một cây panda hai màu chị Thí Nguyễn. Đa phần thì về mấy chị em sẽ thấy có vòi, nói chung là 100% vòi mấy chị dạch thế này nè. Vòi này mấy cái vòi ngắn thế này nè là an toàn lắm đó. Gần như là 97-98% dân số cô chú mua về là trồng có bông luôn, là không bị sốc nhiệt. Rồi Thí Nguyễn số 58. Tuấn Nguyễn Quốc một cây panda hai màu. Tuấn Nguyễn Quốc không có con nha, cái này là không có con anh rồi. Cây này rất là đắt tiền. Tuấn Nguyễn Quốc số 61. Bình Kim Minh số 23 một cây. Có vòi nha mình ơi. Bình Kim Minh một cây cho Bình Kim Minh. Bình Kim Minh một cây cho mình. Cho Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên 56 một cây. Nhiên Nhiên số 56 một cây cho Nhiên Nhiên. Lá cứng này lá cứng dày mấy chị. Bởi em nói mấy chị những cái tông màu bởi em có bán cái cây khủng long em có nói với chị á là những cái tông màu mà cây lùng lùng mà lá cứng 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 á. Lá bè bè á em có nói với chị đúng không? Là những cái cây đó là tông màu cực kỳ đẹp. Không sai vào được. Những cây mà lá cứng mà lá ngắn nha. Mà lá bè bè mấy chị là đa phần những cái tông màu nó rất là đẹp. Mà gần như là ít lắm. À, Hải Võ một cây hồng binh đẹp có chưa ta? Số 102 chị. Hồng binh. Hải Võ có rồi. Hôm nay không có mini da. Trân Phan hai cây chị Trân Phan nè. Hôm nay không có mini da bữa giờ. Trời ơi mấy chị bị dính cái ngải mini da Thái của em. Em ba mới bán da da Thái thì mấy chị mới mua. Còn bán da da đây thì mấy chị không mua. Mấy chị bị dính cái ngải da da của em tại vì mấy chị biết sao không? Mấy chị trồng quá trời bông, quá bông. À, Trân Phan số 99 hai cây. Xuân Mai Trần 71 một cây. Panda hai màu Xuân Mai Trần số 71 một cây. À, cho Minh Trần một cây cho mình nè. Minh Trần một cây cho mình. Hầu như là có vòi hết nha. Nhưng mà nhớ giùm em tại vì cây nhập trực tiếp từ Thái về em không bỏ hành hoa cho cô chú nha. Minh Trần số 77. Cho chị Chip Tina Trần một cây. Chip Tina Trần một cây nói chung là nói gì ha. Không. Chip Tina Trần một cây. Chip Tina Trần 69.
À, Hồng Quyên có rồi, cho Phan Hằng 2 cây. Nói chung là cái này đẹp lắm, dễ chơi mấy chị. Chị Phan Hằng 2 cây, chị Phan Hằng. Phan Hằng 2 cây, chị Phan Hằng. Số 15. À, ghi chú lựa cây lùm đẹp không cao hả? Có lùm cho cưng, lùng hả? Lựa cây lùng hả? Lựa cây lùng không cao hả? Ok cưng. Lựa cây lùng cho thấy tổng 1 cây 103. 103 gì? À, cho chị Thí Ngọc Trần 2 cây vanai màu Thí Ngọc Trần. Thí Ngọc Trần 2 cây, chị Thí Ngọc Trần. Còn hết trơn hả chị Thí Ngọc Trần ơi. Thí Ngọc Trần 2 cây, chị Thí Ngọc Trần số 14. À, cho 6 thị số 88 2 cây. 6 thị số 88 2 cây, 6 thị. Màu đẹp nha. Nè cần coi lại màu không nè, coi nè. Chuẩn màu đàng hoàng nha mấy chị. Chuẩn. Trời ơi đẹp anh chị ơi, mê không? Mê không? Yên tâm đi, chụp cái mặt hình này, chụp hình hoa này, hỏi anh chị ơi, hỏi thử nhà vườn nào, bất cứ một cái nhà vườn nào bán rễ gió, cô chú hỏi em ơi, có cái tông màu này hay không? Người ta sẽ trả lời cho cô chú chị mình là có hay không. Khẳng định là không. Khẳng định là một lần nữa là không. Nha. Cây này nó dập bông rồi chứ còn mà nó không dập bông là nó bung ra hết cho cô chú là đẹp hết. Yến Linh Dương một cây hai màu, chị Yến Linh Dương. Yến Linh Dương một cây, chị Yến Linh Dương. Kim Hương 86 một cây. Thấy không? Cây nào cũng có bòi hết trơn mấy chị. 86. Anh nè. Thấy không? Thấy cái bòi đó không? Kim Hương một cây, chị Kim Hương. Tâm Phan một cây hai màu cao ốm, không nụ cũng chịu hả? Dạ nó có nụ sao? Đọc nha. Cái này chốt cho anh Tâm Phan một cây cho Tâm Phan nè. Tâm Phan một cây cho Tâm Phan số 93. À cho Dạ Thảo một cây bên đây hai màu. 65. Dạ Thảo một cây hai màu, Dạ Thảo. Nè, lật ra là có luôn Dạ Thảo ơi. Dạ Thảo một cây cho Dạ Thảo. Thì Dương số 51 3 cây. Bán Vanda này cho cô chú chị mình là nhanh bông lắm mấy chị. Vanda mà chậm bông á là em nói thật cái mấy chị người ta không có chơi, thì giá thành của Vanda rất là cao. Một điều nữa, dòng này nó dễ trồng mà bông quanh năm, mà cảm giác như khi nó làm bông bông nó bự. Mấy chị rất là phái. Vanda màu 140 là cây loại nào? Không có giống màu này. 140 là cây khác, nó không có giống màu này. Cái hàng này là hàng cao cấp luôn đó chị. Cho chị Tự Tin Tỏa Sáng một cây. Tự Tin Tỏa Sáng số 80. Nguyễn Điền 63 2 cây. 80, Nguyễn Điền 63 2 cây trên Điền. Có nhút ngồng nha Điền. Đây. Đây. Thúy Nguyễn có rồi. À, Đào Hoàng 1 cây số 100. 100 1 cây bên đây màu cho mình. Nhiên Nhiên 56 1 cây. Nhiên Nhiên 56 1 cây. Nhút chờ mấy chị. Nhiên Nhiên 56 1 cây chị Nhiên Nhiên. À, cho chị Thí Hằng Phạm Thị 1 cây. Thí Hằng Phạm Thị 1 cây, chị Thí Hằng Phạm Thị. Số 104 cô Hoa không bỏ hành nha mấy chị. Chốt chị cây hoa mẫu cầm hả? Nè chị. Ok chị, nhưng mà không có hình hoa nha. Này chốt này cho chị Thao Nguyễn Kim nè. Thao Nguyễn Kim nè. Bóng dập không chịu lấy cây vòi đi không chịu. Nè Thao Nguyễn Kim. Thao Nguyễn Kim 105. 105 dán đi mượn đi. Thao Nguyễn Kim. Thao Nguyễn Kim nha. Thao cái này là Thao Nguyễn Kim nè. Thao Nguyễn Kim không chịu lấy cây vòi đi không chịu. Cái này bóng nó dập rồi. Kim Hương 86 có chưa chị? Chị Chích Na Ra Trần. À, có rồi, cho Phương Nguyễn thêm 2 cây vanda màu. Thêm cây vanda màu Phương Nguyễn 101. Phương Nguyễn 101. Trăng Phan có chưa? Trăng Phan. Trăng Phan có rồi. Nguyễn Bích Nhi 62 1 cây. Cây này nhú vòi nhỏ đem lấy vú vòi cao gì chị? Nguyễn Bích Chi 1 cây, chị Nguyễn Bích Chi. À, chốt cho Xương Trần 2 cây vanda màu cho mình. Xương Trần 2 cây, chị Xương Trần. Số 106. Tuấn Nguyễn Quốc có rồi. Hứa Siêu Lưng 1 cây vanda màu cho chị Hứa Siêu Lưng. Hứa Siêu Lưng 1 cây cho mình, cây đẹp nha. 180 ngàn. Yến Linh Dương 82 1 cây. Yến Linh Dương 82 1 cây. Nguyễn Yến Linh Dương có rồi. Chị chốt cái này cho chị Nguyễn Anh nha. Nguyễn Anh số 57. Yến Linh Dương có rồi. Liêm Bảo số 94 có chưa ta? 94. Chưa. Liêm Bảo cây vanda màu cho mình ạ. Tun Phan một cây vanda màu đó cho mình, cây đẹp ok. Tun Phan một cây vanda màu cho Tun Phan. Tun Phan một cây cho mình ạ, 108. Cho chị Hương Nguyễn một cây vanda màu, chị Hương Nguyễn. 109. Hương Nguyễn một cây cho mình, 109. Gia Thái hôm nay em có, đợi bữa nào đi mấy chị. Xuân Mai Trần 71 1 cây. Xuân Mai Trần 71 1 cây. Nãy chị có cái binh nữa, ok chị biết rồi. À,
Xuân mai trần có rồi, đào hoàng có rồi. Vậy là chốt cái cây này cho chị Nhung Nguyễn. Nhung Nguyễn một cây chị Nhung Nguyễn nha. Nhung Nguyễn một cây mặt bông này đẹp quá mấy chị ơi. Nè coi nè, đừng hết, đừng hết, đừng hết. Độc quyền cho cô chú kể cả thị trường miền Bắc lẫn tới miền Nam cái tông màu này. Mấy chị coi cực đẹp không, vanai màu. Em nói khi em bán vanai màu là nó vẫn là thương hiệu của em mà mấy chị. Thương hiệu của em mà. Khi nhắc tới vanai màu thì mấy chị hỏi thử nhà vườn được có không. Cây này nói chung là 80% thị trường Thái Lan. Người ta nói rất ít xuất về Việt Nam. Mấy chị khi qua gặp tận vườn, gặp đối tác nhà vườn, người ta nói rất là rõ, rất ít khi nào xuất về Việt Nam. Đa phần 80% là xuất sang thị trường Indo. Với lại Hà Lan là chủ yếu cho cô chú chị mình. Indo và Hà Lan là chủ yếu cho chị mình. Là hai thị trường rất là mạnh về những tông màu vanna. Mà em nói thật với chị, không phải đợi tới cái lớn người ta nhập đâu. Mà người ta đã nhập cho cô chú cây khoảng một cây ăn tay rồi. Giác Huệ số 55 một cây. Giác Huệ số 55 một cây. Ben Bill một cây cho Ben Bill. Ben Bill một cây cho Ben Bill số 111. Trần Hồng một cây, chị Trần Hồng. Ở cái cây này lá ấy nè. Cho chị Trần Hồng một cây, chị Trần Hồng. Trần Hồng cây vanda, chị Trần Hồng 112. Thí Hằng Ngô cây vanda, chị Thí Hằng Ngô. Nè nước trong đây rồi bị. Nó trong đây nè. Thí Hằng Ngô một cây, chị Thí Hằng Ngô. Xương Trần có rồi. Nguyễn Hồng Thanh một cây số 4 chị. Nguyễn Hồng Thanh một cây vanda hai màu, chị Nguyễn Hồng Thanh. Cho chị Diễm Hạnh một cây vanda hai màu, chị Diễm Hạnh. Diễm Hạnh một cây vanda hai màu, chị Diễm Hạnh. Số 114. Một cây trắng, một cây Mikasa White trắng cho chị Trăng Phan số 99. Một cây Mikasa White trắng cho chị số 99. Cho chị Trăng Phan. Nguyễn Thị Dương thêm một cây vanda hai màu, chị Nguyễn Thị Dương. 51. Phương Nguyễn 101 có rồi. Linh Hồ, trời bữa nay Linh Hồ tới chuyện luôn, bữa nay Linh Hồ mua vanda. Rồi, tớ chuyện nghe Linh Hồ. 17, Linh Hồ 17. Tớ chuyện nghe Linh Hồ. Linh Hồ cây vanna màu cho mình. Chị Linh Dương có rồi. Mình có một cây màu. Chị Nhiên có rồi, có rồi. À, Chí Tê Trần có một cây rồi, Phương Nguyễn có một cây rồi. Phương Nguyễn 101. À, Cẩm Xuân 18 có chưa gì? Chưa. Cẩm Xuân số 18 một cây vanna màu cho Cẩm Xuân. Nhung Nguyễn có rồi ạ. À. À, Diễm Hạnh 114 có chưa? 114. Có rồi. Diễm Hạnh có rồi. Cho Diệp Lan Phương một cây, Diệp Lan Phương. Hương Nguyễn một cây Mikasa White. Diệp Lan Phương 11. Có con hả? Mikasa White, Mikasa White có con. Một cây cho chị Tú Nguyễn. Tú Nguyễn hả? Hai màu không chị? Cái màu xỉ. Xỉ được 115. Của chị Diễm Trâm Lê có hai cây vanna màu chưa? Để em tí mua miếng nước em lên cái màu này đẹp nè. Số 2 chưa có. Diễm Trâm Lê để tí em muốn miếng nước em chốt chị. Màu vàng có luôn. Ơi, màu vàng là bữa nay em có hai em có một cái tông màu vàng Pháp cực kỳ đẹp. Vàng Pháp. Đợt rồi chị Vườn bán cây màu có nụ bán giá bảo hành nở hoa, nay cây đẹp quá. Giá bà gì bảo hành nở hoa, nay ra cây đẹp quá. Này là một cái. Này cho chị Diễm Trâm Lê hai cây đẹp nè. Tự dính rễ tùm lum lá chơ. Mày đây mày không soạn bơ cây cho tao hết trơn thì. Nè Ngọc Điểm chưa lên chị Tuân ơi, từ từ. Nè cái này chốt cho chị ạ. Hai cây nè. Hai cây vanna màu chốt cho chị Diễm Trâm Lê. Diễm Trâm Lê chưa đâu, đẹp lắm mấy chị, từ từ. Hàng đẹp lắm. Còn được 5 cây hai màu nữa. Xinh rồng rõ có luôn, xinh rồng rõ là cây bự của chị. Chỉ cần mua hai cây thôi không cần combo đâu. Cây bự lắm. Xinh rồng lửa là cây bự lắm, với cây nhỏ đâu mấy chị. Cây bự em bán cho cô chú là cây bự.
cái đó cây chuẩn tem đó mấy chị, chuẩn cây tem luôn á. Và cây đó là nhập trực tiếp cây gốc từ vườn của người lai, nói chung là người nào lai tạo ra cái cây đó thì nhập chuẩn gốc cái vườn đó. Chỉ có duy nhất cái vườn đó có được cây sinh đó thôi. Mà khoan, Kiều Nhi cây bên đây màu còn được mấy cây nữa nha. Hoàng tử đỏ anh Đức Vũ yên tâm, rất đẹp cây lớn. À, đợt này là cây hoàng tử đỏ rất đẹp mấy chị. Anh chị nào hống hoàng tử đỏ của em ngày hôm nay là hơi bị đỉnh luôn. Cây đẹp lắm luôn. À, màu blue hả, bữa nay không có màu blue. Màu blue bữa đó bán không còn cây. Chốt kem cầm hai cây hả? Cái cây này chị lấy cái nụ giùm em nghe chị. Chuyển Lê. Cảm ơn Chuyển Lê mua cho đồ em đi Chuyển Lê. Cái cây này em chốt mất tiêu rồi. Em chốt Chuyển Lê hai cây nè. Thấy chị cây đủ cao về nhanh bông đi. Nè. À. Nè. Chuyển Lê hai cây, Chuyển Lê. Chốt hai cây, chốt cho Mai cô hai cây nè. Nó cây này nó có nụ hết trơn mấy chị, nhưng mà em bán thì không bỏ hành bông. Tại vì cây nhập Thái về. Nè, Thơ Nguyễn Kim có rồi người yêu ơi. Nè, nhú rồi, ok đúng rồi. Nè, chốt cái này cho Mai cô nè. Mai cô hai cây, chị Mai cô nè. Còn được mấy cây nó hết rồi mấy chị à. 180 một cây bên đây, màu điên cặp đi mấy chị, 340. Mà màu này độc quyền mấy chị yên tâm đi. Em bán cho cô chú chị mà không xuất hiện được nhà vườn thứ hai bán đâu, nhú rồi hết trơn rồi. Cây nào cũng nhú rồi hết trơn rồi. Nhú lên lá. 180 một cây. Ờ, Hàng Nguyễn, cây này lên thông tin cho em Hàng Nguyễn ơi nè. Nhưng mà nhớ là em không bán, không bảo hành vào hoa nghe, lý do là cây nhập trực tiếp từ Thái về cho cô chú chị mình. Hàng Nguyễn một cây lên thông tin giùm em ạ. À. Một cây hai màu, em chốt cho chị Phương Trúc. Phương Trúc một cây, chị Phương Trúc nè. Phương Trúc một cây, chị Phương Trúc. 120. Phương Trúc 120. Anh Trần Kiên cái này trước, Hàng Nguyễn để riêng đi, đợi khách công tin rồi chốt. Anh Kiên một cây trên Kiên. Anh Kiên một cây trên Kiên. Nam cốt điếu người yêu ơi. Cho chị Kiều Nhi một cây, chị Kiều Nhi. Kiều Nhi một cây nước vội trơn rồi. Má ơi, Kiều Nhi một cây, chị Kiều Nhi nè. À, chút lên mua trâu nữa. À, Kiều Nhi này có rồi hả? À, chị Nguyễn thôi, tí đi em lên là chị chốt cho. Anh Hoàng Nguyễn ơi. Anh Hoàng Nguyễn, anh Hoàng Nguyễn, anh lên thông tin đi chút rồi mua trâu rồi mua thêm. Mua trâu là mua thêm. Chốt này cho chị Lý Thiên Hoàng một cây nè. 53. Mua trâu thì mua thêm, nó có vòi trong nó lá nhiều hà. Đây. Hoàng một cây, chiều Hoàng em cảm ơn ạ. À. Mua trâu thì anh cứ lên đi, em chú em bán trâu cho anh. Đấy chứ bán cái cây ngọc điểm gấm kìa. Ngọc điểm gấm bự cho bá lửa. Đẹp nha. Xuất sắc không? Bông bự cho bá lửa không mấy chị? Bên đây màu á. Nè nó chuẩn bông, chuẩn bông. Rồi em sẽ lên cái cây này cho cô chú cho mình nè. Đây à. Cây này giá của nó là 180 một cây nha. 180 một cây. Panda hai màu cho cô chú chị 180. Hoàng Nguyễn chưa có thông tin là chưa chút được anh đó. Rồi chấm đi uống miếng nước lên tông màu này cho cô chú chị mình. Màu này em còn được có mấy cây nha mấy chị. Màu này em còn được có mấy cây nha. Cô chú nào có chốt chốt em. 180 ngàn. Thay còn cây binh nào đẹp không đi ca cho cây binh đi ca. Cây này rất là đẹp. Cây này rất là đẹp. Đây là cái màu cam hồng. Màu cam hồng. Cây binh. Coi binh này xuất sắc luôn nè. Trả luôn à. Ở đấy, đấy cho ngượn cái bông chứ. Có rồi. Thôi, mượn cái bông. Hoàng Nguyễn có thông tin chốt cho ảnh luôn. Ok anh Hoàng. Ủa Hạnh, Hạnh chốt gì Hạnh? Hạnh chốt gì? Hạnh chốt bên đây màu hả? Hay Hạnh chốt gì? Mikasa binh nè mấy chị. Không cái kia, cái kia, cái kia, cái kia. Cái đó là chị làm mẫu bông khách. Giờ em không lấy hình luôn mấy chị. Bây giờ lấy nè. Cây bảo bông bắn tiêu rồi. Chút cây đi. À, thêm một cái cây bên đây màu chị Cẩm Xuân. Đây là Mikasa hồng binh mấy chị. Cây Mikasa hồng binh này 180. Đây cho cái cây cây hai màu cái. Hai màu này em chốt cho chị vậy? Cẩm Xuân. Cẩm Xuân. Nhiên 56 là mấy cây bên đây màu có cây hả?
à, xả bớt răng cây 56 lấy ra một cây được thiệt rồi. 56 mấy cây nè, không còn, còn lại 2 cây thôi nha. Mi cây sao Hồng Binh cây này bị hư cái lá rồi, hư cái đọt rồi, chụp để riêng đi, cầm lên hoài. Mi cây sao bên này chốt cho chị Cẩm Xuân. Ê quên hai màu chú quên, hai màu nè, hai màu này nè, còn cái cây này cầm bông là có bán rồi. Hương Phạm một cái cây Vanda hai màu cho chị Hương Phạm nè, Hương Phạm một cây hai màu chị Hương Phạm. Cái nãy hả? Nãy như chị Hạnh có rồi mà. Có một cây rồi. Cây binh này cho Diễm Trâm Lê gặp đơn nè. 180 ngàn. Mi ta lê một cây, chị Mi ta lê hai màu nè. Diễm Trâm Lê 42. Này là Mi ta lê cây hai màu nè. Ờ, Diễm Trâm Lê là một cây binh nữa. 42 rồi. Trời. Đi hai màu của anh. Mi ta lê 1, 2, 3. Bà ghi là cam hồng bà. Hai màu mà đâu phải là ấy đâu. Hương Xuân xả ra. Hương Xuân cái Hương Phạm là số 122 lấy đây. Hương Xuân là 18 hả? Em ra đây cho cô chú cây hai màu này nè. Chốt cái cây này cho chị Hồ Văn Mây Trắng một cây hai màu. Hồ Văn Mây Trắng một cây hai màu. Hoàng Nguyễn có rồi. Hoàng Nguyễn là có rồi nha. 1, 2, 4. Em lên cây này rất đẹp với chị nha. Từ từ. Hai màu còn được 3 cây cuối cùng. Cây này em còn được 3 cây cuối cùng mấy chị hai màu. Đây. Cây này bự lắm nha. Cây này đây là một cái tông hai màu mới cho cô chú chị, màu này là trước giờ chưa bán luôn nè. Mà tặng cây nó bự vậy nè mấy chị. Một cái tông hai màu mới nha. Trời cầm cái cây này cái 1 kg luôn á trời. Nặng dữ ra. Mập mỡ. Cây này cái cỡ ký lô luôn đó mấy chị, nó nặng lắm nghe, đừng nghĩ là nó nhẹ nha mấy chị. Cây này cầm nặng dữ lắm luôn nè. Một cây là cỡ 1 kg đó nha. Bây giờ lên màu khác nè. Từ từ người yêu. Bình tĩnh. Cho coi bao uống nước cái đi. Cái cây bên đây màu này là màu cam hồng. Đây. Bông vậy nè mấy chị, nó cam à, cái màu này là cam hồng. À, cái này nó ghi là cái gì ta? Cam hồng mấy chị. Cam hồng cho cô chú chị mình nhưng mà nó chưa có lên chuẩn nha mấy chị. Nó cho cô chú chị mình nó, cái này nó chưa lên chuẩn nha, nó trước nha. Nó chưa có lên chuẩn màu cho cô chú rất là to. Thì nó mới nở được có bông à. Tầng dưới là nó ra cho cô chú hai tầng màu luôn. Là ở dưới nó có một tí vàng cho chị mình trong đây nữa nè. Tí vàng là bông là đốm đốm mà bự lắm nha mấy chị. Mới nở có bông hả? À. Nè nó đốm đốm này nè, mới nở có bông à. Cây này mà nó rớt cái bông nó rụng cù luôn. Nè, nó vô quắn quắn cho cô chú, nói chung là cánh nó chú. Cây này kêu là Vanda hai màu cam hồng nha mấy chị. Nó là cam hồng cho cô chú chị mình cây này. Bự. Bự nha. Bự nha mấy chị. Nè, bông to thế này nè. Đốm, nó mới nở có bông à. Mà cây này tặng cây nó bự lắm. Cây này là bán lá đó nha. Cây này bán lá quắn bông nha. Sao giống bữa chị gửi em gì hả? Không biết, đi vô coi Trâm Dương coi, Trâm Dương ơi. Tôi không biết nữa bà ơi. Không, không, không giống. Cây này nhìn rồi. Mới vô coi nè. Không giống. Cây này nó dúng đẹp hơn nữa. Giống. Ừ mà hình như cũng giống vậy luôn mà, để tôi coi kỹ ra coi. Để tôi kỹ coi. Rồi cánh của chị nó có dúng. Cái màu thì nó giống nhưng mà cái cánh nó không giống nè. Cái màu chị gửi em nè chị. Bữa chị mua của em mà màu sổ gì đó. Nè. Nhưng mà cánh này thì làm có giống. Không? Giống. Cánh của em nó giống giống như nó đã đó. Nè bữa em coi coi của chị á. Em uống nước em lên nha. Bự lắm, 180 cây. Cái là ghi là cam hồng thôi nghe thôi, trùng với cái kia đó. Ghi là cam hồng nó trùng với cái kia nha.
Nguyễn Thanh là chốt cam hồng hay là chốt hai màu kia? Đây một cây hai màu chị nè, một cây hai màu nè, một cây hai màu cho mình nè. Còn cái cây em chuẩn bị lên là cây cam hồng, tặng cây nó to hơn nha. Đây đây đây, cây có hoa mẫu là không bán nha mấy chị, cây có hoa mẫu không bán, nào bán hết lô đi bán. Cây có hoa mẫu là không bán nha, riêng cây này là có hoa mẫu không bán, để cho nó nở hết em chụp tấm mình mấy chị. Chưa có cây này, nói chung là chưa có bọc bông luôn, để cho nó nở hết em chụp tấm mình nha. Cây bự lắm mà cây nó tặng bự lắm mấy chị, to lắm, to lắm, có đỏ luôn chị yêu có nè. Cây đó chị Thanh đó, 5 cây chị Tú Nguyễn nè. Nè đây là cam hồng nó bự mà cái tàn lá cỡ này nè mấy chị. Tú Nguyễn 5 cây, 3 cây, 4 cây, cây này cỡ ký lô luôn đó. Và 5 cây. Nè cây này bự tới ghê không mấy chị, nó nặng luôn á. Đây. Hoàng Nguyễn chốt cây gì thì ghi rõ nghe Hoàng Nguyễn. Cho chị Thúy Nguyễn một cây cam hồng, chị Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn 58. Thúy Nguyễn một cây cam hồng cho chị Thúy Nguyễn. 180.000 cũng gặp 340 luôn. À, Yến Lê một cây cho chị Yến Lê. Yến Lê một cây cam hồng chị Yến Lê. 117. Yến Linh Dương một cây chị Yến Linh Dương. Yến Linh Dương một cây cho mình. 82 một cây. Tự tin tỏa sáng. Tự tin tỏa sáng 80 một cây. Nguyễn Thị Dương 51 2 cây. Nguyễn Thị Dương 51 2 cây, chị Nguyễn Thị Dương. 51 2 cây cam hồng. Panra 180 bình ơi. À cây này em có con rồi, riêng. Nguyễn Điền 63 một cây. 51 là mấy cây? 2 cây. Nguyễn Điền 63 một cây cam hồng trên Điền. Bill Ben một cây cam hồng cho Bill Ben 111. Bill Ben một cây cam hồng cho mình. Lon Lê 24 một cây cam hồng. Lon Lê 24 một cây. Yến Linh Dương. Yến Linh Dương 83 một cây. Này nó có cái tên hết trơn mấy chị, cây này nó có ghi bản tên hết trơn nè. Yến Linh Dương 82 một cây. Lon Lê Lon Nguyễn 24 một cây. Yến Linh Dương 82 một cây. Yến Linh Dương 82. Cây này chốt cho Liêm Bảo 94 một cây. Cây lá nghe Nguyễn Diệu Trinh ơi, được không chốt cây có hoa không chốt. Cho Bùi Nguyễn Trâm Ngọc số 40 một cây. Trời ơi vậy nè mới chơi. Bùi Nguyễn Trâm Ngọc 94 40 một cây. Trần Tho 79 một cây. Hello người đẹp. Trần Tho số 90 một cây cam hồng. Trần Tho. Trần Tho 79 một cây. 40 một cây. Mi Ta Lê 123 một cây. Mi Ta Lê 123 một cây. Châu Trần một cây cam hồng cho Châu Trần, nó bự lắm mấy chị ơi. Châu Trần 126 một cây. 126 một cây. Xuân Mai Trần 71 một cây. 71 một cây. 71 một cây. Cho anh Tâm Phan. Tâm Phan 93 một cây. Hồng Nguyễn. Hồng Phạm chứ quên, Hồng Phạm 122 một cây. Hồng Phạm 122 một cây. Thí Ngọc Nguyễn 14 2 cây. Thí Ngọc Nguyễn 14 2 cây. À, màu vàng màu đỏ thì từ từ em lên cho cô chú, xong này em sẽ lên cho cô chú màu đỏ. Khánh Dung 2 cây cam hồng cho Khánh Dung. Khánh Dung 127 2 cây. Giang Giang 64 một cây. Hoàng Nguyễn 119 một cây. Hoàng Nguyễn 119 một cây. Diễm Trâm Lê 42 2 cam hồng. Trời nó nặng lắm mấy chị, cứ ký đô, một cây một ký luôn á. Em cầm không nổi luôn á, nó nặng dữ lắm luôn, cây nó nặng dữ lắm luôn. Cái cây màu trắng hồi nãy là nó cao mà nó không nặng bằng cái này luôn nè. Diễm Trâm Lê 42 một cây. 42. 42 2 cây. Thanh Đặng 128 2 cây. Thanh Đặng 128 2 cây. Nè cái mặt hoa của nó nè chị Bình Nguyễn ơi,
nhiều lắm, nhiều tông màu lắm, rắn sao hỏi like nha. Này nó mới nở đó mấy chị, cái này nó còn lên màu nữa, ấy chết bè nè. Trời ơi nó. Trời ơi em có cây bông mẫu mấy chị ơi. Nè nó rụng cánh rồi nè không. Nè em đụng tới đâu là thượng bông đó. Nè đây nè. Cây nặng lắm nha, còn được khoảng 5-6 cây nó hết nè, không có nhiều. Cây là vanda, cái bên kia là cây gì? Rổ á. Bùa khách. Bùa khách à, đây nè. Còn được có vài cây nó hết rồi. Cây này không có nhiều, thùng này nó nặng lắm. Xuân Mai Trần có rồi, 71 có rồi đúng không chị? Bình Nguyễn một cây cam hồng số 1 cây chính. Cây này lá chúng có vòi là vòi luôn nghe, cây này lá chúng có vòi luôn nghe. Bùi Nguyễn Trâm Ngọc là cái gì mà đổi là hai cây rồi nghe là sao? Một cây cam hồng, còn vàng đỏ là em chưa có lên nha. Vàng đỏ là em chưa có lên nha mấy chị. Là Bùi Nguyễn Trâm Ngọc này có 1 cây rồi đó. Chứ còn 2 cây là chưa có nha. Vàng đỏ em chưa có lên. Vàng đỏ em chưa có lên gì hết trơn nha các em lên. Em lên theo tông màu nghe mấy chị, em lên theo tông màu. Thủy Huỳnh. Thủy Huỳnh 2 cây cam hồng cho Thủy Huỳnh. 130. Giáp Huệ 55 1 cây cam hồng. Giáp Huệ 55 1 cây cam hồng. 6 thị. 6 thị. 6 thị số 88 1 cây cam hồng. Là cây này lá hương. Cho 6 thị 1 cây cam hồng cho 6 thị. Số 88 1 cây. Lon Lê số 24 có chưa? Dịp Lan Phương cho chị cây vanda màu đậm vòi cao nhé hả? Vanda màu hả? Không còn được có 1 cây hả? Chỉ có 1 cây rồi. Chị có 1 cây rồi mà. Dịp Lan Phương có 1 cây rồi mà. Dịp Lan Phương có rồi. Cam có. Cam có. Cam có nhưng mà từ từ đi em lên cho. Đừng à, tại vì em lên sẽ tông cho mấy chị nha. Mấy chị hối em lên tàu lao á. Mấy chị hối em lên tàu lao đó mấy chị. Hương Phạm có rồi. Màu vàng. Chưa có soạn ra chất vàng mới tối mới like được. Vàng có chất tối mới like được. Vanda cam hồng này cho cô chú chị mình nha. 180 một cây nha mấy chị. Bình Nguyễn có một cây vanda cam hồng rồi. Với lại một cây vanda hai màu này cho Bình Nguyễn nha. Bình Nguyễn nè, vanda hai màu là màu này nha chị Bình Nguyễn ơi. Còn được cây vanda hai màu cuối cùng mấy chị. Đây là cái vanda hai màu nè. Vanda hai màu nha. Còn được một cây cuối cùng. Này mặt hoa của cây vanda hai màu nè mấy chị. Đẹp lắm á. Thủy Huỳnh xả bớt một cây cam hồng. Thủy Huỳnh ok. Ồ cây nó nặng quá trời luôn nè. Cây cam hồng đẹp. Không to. Cánh bông của nó như thế này nè. Bông to nghe cây này. Cây cam hồng nè mấy chị. Bông to cánh trúng cho cô chú chị mình nha. Cây là cây vanda cam hồng. Đây mới nở bông à. Cây này mới nở bông à. Vanda hai màu còn được cây. Đây là một bông của cây vanda hai màu. Đây. Cảm ơn chị. Nguyễn Diệu Trinh một cây cam hồng chị Nguyễn Diệu Trinh. Chị đâu có vòi á. Em trả lời chị là đâu có vòi có lấy hoa gì đâu. Chị Hương Phạm có cây vanda cam hồng rồi, em có xuống cho chị rồi nha. Cây có hoa, cây vanda cam hồng coi có hai không có chốt mấy chị, em cũng bán cây có hoa. Cái chị. Nè chị Thúy Huỳnh cây vanda màu, chị Thúy Huỳnh nè, còn cây nè. Thúy Huỳnh nè, cây vanda màu. 130. 130. Em giao kèo lúc đầu mà.
Cây có hoa là em không có bán. Tại em giữ em chụp lại cái bảng màu nữa mấy chị. Nó chưa để nở, nó bung cái em chụp cái bảng màu nó lại. Cây là cái cây vanda cam hồng cho cô chú chị mình. Cây này giá của nó là 180.000đ. Đi một cặp 340 cân nặng trịch. Cây nặng trịch cho mấy chị. Nặng trịch. Vanda cam hồng, cây bự đẹp nha. Đây có cây đó còn. Nè nhanh chị, thường vanda của em là khách mua về trung bình là một tháng là nhướng bông chơi hết trơn rồi. Đợt trước mấy chị nào mua vanda của em là về có vỏ hết trơn rồi đó. Cây đỏ đó là nhiêu đó nè? Đỏ. Không nhớ nữa chị Loan ơi. Em không nhớ nữa chị. À, cây này là cái cây mi cây sa hồng. Chị có cây cam hồng mua quyến cách nay chắc 4 năm. Xuyên hoa lắm, màu nở càng đậm. Chị mới gửi hình Messenger hả? Để vô coi coi. Ok, để chút. Để vô coi cái đẹp không nha. Đợi tí. Nè, chị gửi em nè mấy chị. Nó nè. Càng nở càng đậm. Và đúng mấy chị. Gần như là nó mất đi luôn cái màu này luôn rồi nè. Mất đi màu hồng nhạt luôn rồi nè mấy chị. Đây. Nó đó. Là nó đó. Mới gửi cảm ơn nha người yêu. Cảm ơn nha, trời ơi. Trời ơi, còn chị Mai của em chỉ trồng vanda nè mấy chị. Nè. Chị trồng vanda của em nè mấy chị, thấy khủng khiếp chưa? Full nắng. Nhà Sài Gòn đó. Chị cho còn cho hình bông em đỡ đó. Còn Man Trương ha. Bà Man Trương bà mất tích bả luôn rồi. Man Trương bả à, bả chớ hề à. Lấy chứ lưu hình bông lại mới được. Cảm ơn chị nha người. Càng nở thấy nó càng cái tông màu nó càng chuyển càng đậm. Nó gần như nó mất đi luôn cái màu hồng nhạt mà nó chuyển lên cho cô chú chị mình sang màu cam luôn rồi. Cái này nè. Nè, 180 một em nha, bự. Bự cho cô chú chị mình. Còn được khoảng 5 em đúng không? 2 5 em. Cây này là 180.000đ. Xong giờ lên màu đỏ nha. Màu đỏ. Màu đỏ là đỏ đớn. Lên màu hồng dâu đẹp lắm. Gần như là nó mất luôn cái màu hồng nguyên thủy mà nó sẽ lên cái màu tông đậm cho chị mình. Cái này là em quyết thiệt nha, này nó tự lên chứ em quyết thiệt nha. Thầy kỳ có cô chú chị mình mua trồng theo thời gian thì cô chú chị mình mới biết được cái tông màu nó lên đậm thôi. Chứ còn mình không có chơi thường mình đâu có biết đâu mấy chị. Mình chỉ biết được mặt hoa hiện tại thôi. Cái này. Cây banana cam hồng 180.000đ. Còn được cây này là mấy chị đẹp nè. Cây này là cây binh. Còn được cây binh này nhảy con đẹp mấy chị. Mi ca sa hồng binh. Cây này 180.000đ có nhảy con đẹp luôn. Bạn 5 cây đỏ hả chị? Mi ca sa hồng binh. Em sẽ lên cho cô chú chị mình. Cái cây này là cái cây đỏ. Và là đỏ đậm. Không phải là đỏ cam mà là đỏ đậm. Cho cô chú chị mình cây đẹp. Trời ơi cái này đỏ rặn luôn mấy chị, đỏ lưới á. Cây dạng đỏ lưới nè. Cây này là không đẹp không lấy xiềng nè mấy chị. Không đẹp không lấy xiềng nè. Đỏ tươi. Và màu này trước giờ chưa từng về nha mấy chị, có một hoa nở luôn. Hoa nào bên này là 180.000đ. Yến ơi chị ấp hình lan hoa màu cam đẹp quá em. Đưa lên rồi tôi đỏ. Nè, đỏ. Có mặt hoa nở người ơi. Đây là cái cây vanda đỏ. Mà đỏ đậm, đỏ đốm, đỏ lưới thế này nè Hạnh. Riêng cây này thì xin thưa quý vị khách hàng là cây này rất là hiếm. Vanda đỏ. Người ta còn kêu là đỏ lưới đó mấy chị. Nè nó nở thế này mà cho cô chú nhìn biết được hoa của nó. Đỏ. Đây. Đỏ lưới. Mấy chị kêu đỏ bi cũng được. Đỏ bi cũng được. Mà cây nó đẹp vậy nè.
bán lá nha. Cây này vậy con. Ồ, cái cây này nó như cái cây cây cam vậy đó mấy chị. Em nó như cái cây cam vậy đó. Mà nó cam này cô. Mà nó đi cắt vòi là ra vòi, cắt vòi là ra vòi. Một cây hồng binh lùm nãy đâu rồi, của chị Thúy Nguyễn nó mất tiêu rồi. Đây đây đây. Hồng binh quyến nữa rồi. Hồng binh. Không, đỏ này lá luôn chú không hồng đâu. Em có cây này em nói bác, cây Vanda Nhật Thái về em chỉ bán lá thôi, được thì dịu trên em chốt cái dịu trên nha. Được thì em chốt dịu trên. Trời ơi, khách gửi em nè. Nè, khách gửi em nữa nè mấy chị. Nè. Nó chồng mà gửi nè. Chồng mà gửi. Cây này giá nhiêu nè? Hồ Thu Văn, chị Hạ nhắn hỏi nhân viên em đi. Cây có hoa em bán nha chị, mới em làm mẫu cho chị Diệu Trinh ơi. Cây có hoa nó nở rất tàn rồi, em làm mẫu. Em không bán. Mấy chị đa phần mua Vanda của em là về là có bông hết trơn rồi. Dù bất cứ cái màu chị không biết, là mua về là trồng có nhanh có bông lắm mấy chị. Dòng này là chịu nắng tốt. Bởi vì em nói mấy chị trồng Vanda làm bông nhanh hơn cả đen đô nắng luôn. Mấy chị để tí nha, bà chủ đang làm giá mấy chị. Không có cần phải xử lý gì để ra hoa. Mà vấn đề là cô chú về cứ cho nắng là có hoa chị cảm xuân. Cây đỏ của cô đang nở đẹp rực rỡ lắm. Cây này là cái màu này mới gì à. Còn hôm bữa trước bán cho cô chú là cái màu cam. Màu đỏ cam nó là eco. Còn cái này là Vanda. Vanda màu đỏ bi thế này nè mấy chị. Màu đỏ bi. Nó nhanh bông lắm, nó cô ăn thích. Gần như mấy cái dòng này nè nhanh bông dữ lắm. Cây này nè mấy chị, giá của nó nè. Cây này một cây hồng binh này chốt ai ta? Hồng binh này chốt cho chị Hà Thúy hay Thúy Huỳnh. Cây đỏ này giá của nó là 160 một cây. Vanda đỏ bi cho cô chú chị mình 160 một cây và một cặp 300.000. Vanda đỏ bi nha. Cây đẹp nha mấy chị. Cái mặt hoa chuẩn. Cái màu này nó sẽ khác cái màu kia nha mấy chị. Cái màu này là nở ra tông đỏ chuẩn. Đỏ đậm mà từ từ. Đỏ đậm mà từ từ nó mới nhạt đi cho cô chú chị mình. Đây, em lấy cái mặt hoa làm mẫu nên không có bán cái hoa mẫu nha. Đây là cái cây đỏ bi nè cô chú thấy không? Đỏ bi. Đỏ bi nha mấy chị, cây chùm. Cây đẹp lắm nè, đỏ tươi. Đỏ tươi nha, nó là cái tông màu đỏ bi thế này cho cô chú coi. Cây này giá của nó là 160 một cây, một cặp là 300.000. Màu nói chung là nhanh bông lắm mấy chị. Chốt. 160 một cây đi, một cặp 300.000, Vanda đỏ bi. Cây đẹp luôn á mấy chị. Con mà cây nào chỉ con hết trơn nè, đẹp vậy nè mấy chị. Vanda đổ bi ngay trước nè. Vanda đổ bi, 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 bán lá nghe. Cho Huỳnh Kim Minh nè, 23 một cây đổ bi. Vanda đổ bi chưa lên vàng người yêu ơi. Cho Thúy Nguyễn một cây đổ bi. Thúy Nguyễn một cây đổ bi, chị Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn một cây đổ bi 58. Hà Bem một cây đổ bi. Hà Bem một cây đổ bi cho Hà Bem 132. Trần Hồng một cây đổ bi. Trần Hồng một cây đổ bi 160.000. Được thì em chốt cây Diệu Trinh đây chứ còn cây có hoa em cũng bán đâu, em bán cây lá thôi. Mà đợt cây có hoa em không có chốt được. Tự tin tỏa sáng một cây đổ bi. Tự tin tỏa sáng cây Vanda đổ bi 80. Thanh Đặng một cây Vanda đổ bi. Ủa chị Hầu Thu Văn ơi, đơn của chị mới chốt qua kia vậy mà. Mới chốt qua kia vậy mà. Và chị bắt đầu, chị phải tính cái đơn của chị bắt đầu từ ngày bốc phí. Bắt đầu từ ngày bốc phí nha chị. Bắt đầu từ ngày bốc phí. Chứ không phải là Sài Gòn rồi hai ngày chưa nhận. Vấn đề là đơn của chị á, buổi tối chốt đúng không? Rồi qua ngày hôm sau nhân viên mới bắt đầu chốt đơn cho chị. Chốt đơn là chiều đó mới đóng hàng, sáng ngày xe nó mới lấy đi cho mình. Sáng ngày xe mới lấy đi. Nhưng mà đơn của chị đã bốc phí chưa? Chị phải tính nhưng em bắt đầu từ ngày bốc phí chứ đừng tính cái ngày bắt đầu chốt đơn. Cho Khang Khang Hoàng một cây đổ bi cho mình. 66. Khang Hoàng một cây Vanda đổ bi cho mình. Thúy Huỳnh một cây đổ bi đổ lưới cũng là nó đó mấy chị. Thúy Huỳnh một cây đổ bi cho mình.
ký bình 130. Cẩm Xuân 18 2 cây đổ bi. Nè đợi từ từ nha. Đơn chị nhanh nhận thôi à. Cẩm Xuân 2 cây đổ bi, Cẩm Xuân cặp 300. 18. Cho chị Tí Ngọc Trần cây đổ bi. Vậy con đẹp lắm á. Tí Ngọc Trần cây này nhanh bông đó chị. Xuân Mai Trần 71 một cây. 58. Tí Ngọc Trần 14. 14. Một cây chốt cho chị Xuân Mai Trần 71. 71. Diễm Trâm Lê 2 cây. Diễm Trâm Lê 42 2 cây. Dạ Thảo. Dạ Thảo một cặp lựa đều nè. Dạ Thảo một cặp, Dạ Thảo 65. Khen Nguyễn số 90 một cặp cho mình 300 ngàn. Màu này nhanh bông lắm mấy chị. 42 với 65, 65 2 cây, 42 một cây. 42 luôn. 42 2. 651 đúng không? 652 luôn. Khen Nguyễn 90 2 cây cho Khen Nguyễn. Một cặp 300. Không, mỗi thứ một cây không có tính giá cặp. Giá nào theo giá đó nha mấy chị. Một cặp đỏ bi cho Hương Nguyễn 109. Hương Nguyễn một cây đỏ bi 109. Thanh Nặng một cây đỏ bi cho Thanh Nặng. Thanh Nặng một cây đỏ bi cho Thanh Nặng 128. 6 thị 88 2 cây. Thanh Nặng có rồi 128. Thêm 6 tỷ 2 cây đổ bi cho 6 tỷ cặp 300. Thí Ngọc Trần có rồi, Hà Bem có rồi, Cẩm Xuân có rồi. Chớp A Cabo chưa, chắc chớp A Cabo tối em lên quá. Xuân Mai Trần 71 có đổ bi cho chị. Rồi. Chốt một cây đổ bi cho Trắng Linh 160 ngàn. Cây này Yến ơi ngửi có mùi thơm không? Mình có một cây thơm. Em không có ngửi được tại bông bông này về nó giặt rồi. Bông này không ngửi được anh, không ngửi được tại cái này em cũng mới ra hàng, không biết nó có thơm hay không. Minh Khang Hoàng ơi, không biết là nó có thơm hay không. Trời ơi, khách em nè mấy chị của tình yêu nè, bởi vì em nói sao rồi, khi em bán panda là luôn luôn nhận được feedback của mấy chị mình, nó có nhanh bông hay không. Rồi mấy chị thấy nè, thấy khách em về trồng rồi mấy chị có nhanh bông hay không nè, là mấy chị biết liền nè. Nè, có nhanh bông hay không là mấy chị biết liền nè. Nó cái tông màu này cũng đẹp nè mấy chị. Nào, cây còn cái cây chu đỉnh nè mấy chị. Đó. Mấy chị biết có nhanh có bông hay không là mấy chị biết rồi đó. Đó, bởi vì mấy chị mới vô mua chứ còn không nhanh bông ai đâu mua. Cây đậu bi em cho cô chú coi là bông nè. Em lấy cái cây đậu bi rồi. Em giờ không hửi được, chị giờ chỉ hửi được cái mùi bông gòn thôi. Giờ em chỉ hửi được cái mùi bông gòn, không biết nó có thơm hay không. Đây, cây này nè mấy chị, cây đổ bi mà cái mặt hoa mới nở thế này nè. Đẹp không? 160 ngàn cặp 300 ngàn. Cây đẹp mấy chị, nó liên tục bông mà. Em thấy cây này cắt rồi ra, cắt rồi ra, cắt rồi ra. Nó là đỏ nghe, chứ không có cam mấy chị, đỏ. Đỏ luôn chứ không có cam nha. Nó đổ bi, cái màu đổ bi đẹp cho cô chú cho mình. Tông màu này em cứ bán mới về đó. Chị có cây rồi à? À, chị Huỳnh Kim Minh có một cây rồi. Không ngửi được, chờ hửi được cái mùi bông gòn, mùi cây, mùi lá nữa thôi. Mới ra tuần. Chị Thì Dương hai cây đổ bi, chị Thì Dương. Thì Dương hai cây đổ bi cho mình nhiều màu lắm chị ơi. Thì Dương hai cây đổ bi cho mình cặp 300. Nhiều màu lắm, hồi nãy giờ lại về lên màu gì? Màu trắng nè, màu hồng Mikasa nè. À, lên cho cô chú và chị mình panda hai màu nè. Rồi panda cho cô chú và chị mình màu hồng cam nè. Rồi bây giờ lên cái này đổ bi cho mấy chị là màu thứ 6 rồi. Cho chị một cây panda đổ bi chị Trang Đặng. 134. Trang Đặng cây panda đổ bi 160 dễ chơi lắm mấy chị. 160. 160 ngàn cây panda đổ bi nha. Lâu rồi cái màu này đẹp. Nói chung là chơi đi mấy chị, cái dòng này xuyên bông cực kỳ. Cứ cái này cứ mấy chị cứ mua về có gì đâu, treo lên thế này. Treo lên vậy thôi, tưới nước mấy chị. Treo lên thế này tưới nước bình thường thôi, không có gì hết trơn á. Tưới nước bình thường thôi mấy chị. À màu cam có luôn chị, nhưng mà đỏ cam. Đỏ cam có luôn. Đây, cái đó thì chắc tối em mới lên được cho anh chị hình quá. À, để tranh thủ cho cô chú lên đi nấu nắng. Lên đi nấu nắng cho cô chú chị mình đây. Nè cây đổ bi này 160 ngàn giá bình dân chơi. Màu của nó là đỏ luôn á chứ không phải là ấy đâu, màu cam đâu. Nè mấy chị coi nè. Kể cả lúc tàn nó cũng là đỏ.
Kể cả lúc tàn nó cũng là màu đỏ cho cô chú chị mình luôn. Nghe chứ không phải là màu cam nha. Mà màu bi nó đẹp nha mấy chị, đỏ bi này màu nó đẹp nha. 160 một cây à. Đi một cặp giùm em là 300 ngàn. Nay làm gì nguyên bữa nay là đại trưa nay là đại hội Panda sao? Xuân Mai Trần có đỏ bi chưa? 71 có rồi. Xuân Mai Trần có đỏ bi rồi. Nè Trúc Ngân một cây đỏ bi chị Trúc Ngân. Một cây đỏ bi chị Trúc Ngân đa phần đỏ bi của con á chị. Đỏ bi. Chuẩn màu đỏ cho cô chú chị mình nha. 135. Cái kéo gì đó. Cho chị Hải Võ một cây đỏ bi chị để võ. 102. Panda vàng chưa có ra hàng kịp với chị. Panda hàng Panda vàng chưa có ra hàng kịp. Mới bóc được cây mẫu mà. Cho chị Hải Võ một cây đỏ bi chị Hải Võ nè. Panda vàng chắc tối mới lên được. Yên tâm đi đó nó còn đó mấy chị. Tối em lên là tối em lên. Chỉ là chưa ra hàng kịp nên chưa có lên kịp cho cô chú thôi. Nè cây đổ bi này là giá của nó là 160 ngàn nha. Đẹp quá trời không á chị. Quá trời 160 ngàn đi gặp 300 ngàn. Đổi chuẩn nha, đổi chuẩn nha mấy chị. Thơm anh Khang Hoàng, anh Kim Hủy. Ê mà như thơm đó anh ơi. Ê hủy thử cái nè, như thơm đúng không? Hình như nó thơm nè. Thơm, xác định. Thơm. Bà chủ hỏi được. Cây này thơm mấy chị. Cây này thơm rồi nè. Thêm một đỏ bi chị Hương Nguyễn. Cây đỏ bi hoa thơm nha. Tại vì lỗ mũi em nghẹt mấy người kỹ. Thơm. Cây đỏ bi này hoa thơm nha mấy chị ơi. Đúng rồi anh Cao Hoàng này nói đúng rồi đó anh Cao Hoàng. Cây đỏ bi này hoa thơm nha. Cây đỏ bi này hoa thơm. Nhiều nè. Không có chú. Chốt cái cây đó cho chị thơm Hương Nguyễn Bill Ben một cây đỏ bi cho mình nè. Quá trời con luôn. 160 ngàn. Hoàng tử đỏ có hàng mấy chị có. Cây bự lắm nha. Leoric ơi có. Cây đỏ bi này hoa thơm nha mấy chị. Anh Căn Hoàng nói mới để ý luôn á. Tại thường mấy cái màu này về đâu có ngửi được nữa đâu. Cây đỏ bi này 160 nha mấy chị. Màu đỏ đậm. Đỏ bi là màu đỏ đậm cho cô chú chị mình. 160 ngàn cây đỏ bi. Mikasa một bên em hết nè. À, quay em hết nè. Quay còn 2 cây. Quay còn 2 cây. Quay còn được 2 cây đó mấy chị. À, hồng dâu. Hồng cam chứ quên, hồng cam còn được 3-4 cây. Hồng cam còn được 4 cây nha. Đây anh chị coi nè. Cái cây bi này giá của nó là một đỏ bi này là 160 ngàn. Cây có nhảy con đẹp cho cô chú chị mình nghe 160. Đi một cặp là 300 ngàn chuẩn màu. Ê cái mặt bông nó mất tiêu nữa rồi. Mặt bông em cũng muốn bán cô chú mà nó héo hết trơn rồi. Lấy gì bán. Nên là Diệu Trinh hỏi em đó. Nó héo thế này rồi bán gì anh gì tới anh cũng. Tới anh nó cũng đâu còn bông đâu để ngắm đúng không. Màu đỏ bi rồi đẹp nha. Nó đẹp chứ mà đẹp. Đỏ chứ mà là cam đâu. Cây này chị nào có chốt em 160 nha. Lấy cục sạc đi rồi. Nhìn ra mà Lê nãy đừng nói với em là nãy giờ anh chị chốt được con cây trắng nha. Cây có hoa nó tàn rồi lấy gì chơi. Để em nói với anh là tới. Em gửi tới anh là bông nó là nó khô luôn đó. Để mình set up lại cặp á. Nó có bông chơi được chứ còn. Cho em Lê thêm cây đỏ bi nè. Bông héo gì chơi mua chơi vậy. Một mình à. Nó chốt có được. Không bán lá được chốt thôi. Chốt cái này cho hai châu cây đỏ bi nè. Giáo ngoài có đỏ bi gì? Chưa có. Giáo ngoài cây đỏ bi, giáo ngoài này nhảy con. 2136. Giáo ngoài cây đỏ bi cho mình. Giáo ngoài 55. Từ từ lấy ao đấy, từ từ em sẽ lên cho cô chú chị mình. Giáo ngoài cây đỏ bi. Cây này thơm nghe. Cây thơm lắm. Kẹp không? Cây nhảy con cho cô chú đã đời luôn. 160 một cây, một cặp 300 ngàn. Đỏ bi. Cây nhảy con hết nha mấy chị. 160 một cây, một cặp là 300 ngàn đỏ bi. Đây là màu đỏ chú có cam nha. Màu đỏ chứ không phải là cam nha mấy chị, đỏ bi. 160 một cây và một cặp 300 ngàn đỏ bi. Anh chị nào có chốt đỏ bi thì chốt mềm nha. Màu đẹp. Mới ngắt cái bông này nó nè mấy chị. Đỏ bi này nó nè. Là chuẩn màu á.
cái bi rằng này cho cô chú nó đẹp quá trời luôn nè. Cây đổ bi nha, 160 một cây, một cặp 300. Em bán panda mà khách gửi trong tin nhắn hình bông panda mấy chị. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Mấy chị nó dễ bông lắm mấy chị. Cái này rau bông là cắt, rau bông cắt. Em thấy mấy chị sẽ thấy để ý nè. Rau bông là cắt tiếp tục, rau bồi được tiếp tục cắt. Trong này dễ bông. 160 một cây, cặp 300, em ngồi chút nha mấy chị. Ngồi chút em lên cái này cho. Có cục sạc điện thoại iPhone không? Sạc cái máy like nè. Từ từ để em kiếm cục sạc, con sạc cái điện thoại cái máy like nha mấy chị. Đổ bi em chốt cho chị Hằng, cái này chốt chị Xuân Mai nha. Xuân Mai trồng một cây đổ bi nè. Hà Bem xả đơn, Hà Bem Hằng vỏ một cây đổ bi cho Hằng vỏ nè, 160 ngàn. Hằng vỏ một cây đổ bi nhảy con cho mình 160 nè. 160 một cặp là 300 ngàn. Hoàng tử đỏ có hàng với chị nhưng mà để trí em lên cho. Không bỏ lên chứ không địa chỉ cho mà. Đổ bi 160 ngàn một cây nha mấy chị. Trời ơi cái cây đổ bi này đẹp quá mấy chị ơi. Còn được có đổ bi 160 ngàn nha. Đổ bi 160 một cây đổ bi. 160. Mặt hoa của cây đổ bi nè mấy chị. Kéo tàn tạ rồi. Mấy chị ráng nhìn mặt bông giùm em nha, đỏ đậm như thế này nè. Nó đậm thế này cho cô chú nè. Nhưng mà đổ bi thì là dòng hoa thơm nha. Bông nó không có to bằng giống như những cây vanda đại nãy, nhưng mà nó thơm. Nó thơm nha. Cái này chốt Nguyễn Kha cây đổ bi nè. Chị Xuân Mai Trần là có đổ bi rồi. Ống điếu hả? Có ống điếu luôn mấy chị, có ống điếu. Có. Có ống điếu nha. Hồi trưa em hẹn với chị Nguyễn Trần em lên ống điếu mà. Đây cái màu này đẹp lắm luôn Kha. Nè nó là cái cây đỏ đậm á cưng. Dạ không bao ship đâu chị Thanh Nưng ơi. Giá panda em bao cho cô chú toàn quốc. Em kiên nhập panda em bán cô chú số lượng rất là lớn mà. Nè cái giá này, cái giá cây này em chỉ bán giá cây, cô chú không có bao ship đâu. Anh mua 2 cây phí ship khoảng 40 ngàn chứ gì. À Man Trương hình như có cây trắng rồi mà. Man Trương có cây trắng rồi. Một cây đổ bi chốt cho chị Man Trương nè. À, của chị Xuân Mai Trần thêm cây nữa là tổng 3 cây đúng không? Của chị là tổng 3 cây đúng không chị Xuân Mai Trần? Hồi nãy chị 2 cây rồi. Hai cây rồi đó. Chờ thêm một cây nữa sao? Đi, em đi Sài Gòn ở nhà bị người ta hốt hết 4 cây cô đỏ cam đỏ hả? Hốt hết đi chút mua của chị lại kìa. Nay chị về cái lô này cây đẹp quá trần. Cái màu nó đúng đẹp luôn mà tao không hốt cũng ổn. Ta là có mắt thẩm mỹ đó. Ta hốt của cưng dành ta có mắt thẩm mỹ đó. Đây, cây nó vừa lùng mà nó dễ xuyên bông. Dòng này cứ có nắng là có bông à. Một cây cam hồng cho chị Phương Lai. Ok Phương Lai cam hồng. Phương Lai một cây cam hồng chị Phương Lai 180 ngàn. Yêu nghiệt. Buổi trưa nghe Yến like ngủ ngon, hôm nào không like là ngủ không được luôn hả? Bật radio lên đi. Bật radio lên. Rồi hết sức luôn á, khách của em á mấy chị. Ngoài đổ bi còn nhiều màu lắm mấy chị ơi. Nãy giờ em lên 6 màu rồi, 6 tông rồi. Em còn cho cô chú mấy chị mình khoảng 3 tông nữa. Khoảng 3 tông nhưng mà chưa ra hàng. 4 tông nữa mấy chị, 4 tông nữa chưa ra hàng. 4 tông đó chắc có em bán cho cô chú nè. Chán, em chán thiệt luôn á. 4 cây
nè chốt cây này cho Nguyễn Duy Trinh gặp. Nhưng mà tôi nói với ông mà nghe, tôi nói là cái này là về bông heo quán chiều nghe, tôi quánh ông đó. Nguyễn Duy Trinh cây đậu bi nè, về mà bông nó héo là tôi không biết đâu, tại tôi nói tôi bán lá rồi mà cứ bông héo rồi. Thôi mà thích tôi lựa trong đó. Dạ không gặp được chị, dạ không được. Kiểu nghe nhá 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 nhá. À, cho hai cây bà khoai cầm không có chốt được, héo rồi. Với lại chị nói ta lấy cái lá em được không, từ cây em làm mật mẫu qua mẫu đỏ bi nghe, đỏ bi, đỏ bi là có 160 cây hả chị, cặp 300 ngàn mà cái màu nó đẹp lắm nghe chị. Nè em cho chị hai cây đậu bi nghe chị Rebecca ơi. Nghe em lựa cho hai cây lùm nhảy con nhiều này Rebecca. Bông mà bông nó cũng méo rồi chị, tại vì biết sao không, giữ có cái mặt bông này lặng đừng để khi mà dơ lên cho khách mấy chị thấy. Nè em cho chị hai cây nhảy con lùm đẹp cho chị cặp 300 ngàn nè Rebecca. Cây hai màu mình hết rồi ta. Còn cây cam hồng á mấy chị. Nè cây cam hồng đẹp phải không? Cam hồng đẹp phải không mấy chị? Cam hồng 180 một cây á. Khách trồng cái này càng trồng về lâu càng lên màu càng đẹp nha. Tại bông này mới nở. Bông này mới nở. Thấy có rảnh đâu mà đi, mày hẹn tao đi ăn. Rảnh đâu. Yêu nghiệt. Chị có rảnh đâu mà đi ăn. Nè chốt cái này nè mấy chị. Một cây đậu bi chị Phương Lai 160 ngàn. 160 ngàn. Đậu bi màu 60. Đậu bi màu 60 quý vị ơi. Còn có chục cây à. Chục cây đậu bi à. Chục cây đậu bi à. 160 ngàn cặp 300. Xong đi rồi em lên nắng cho cô chú ống điếu gì. Bây giờ mình lên cái gì ta. Bây giờ em sẽ lên cho cô chú nắng. Nắng. Nắng nha. À, cây cam hồng có hoa không chốt không? Lá. Trả lời luôn, thẳng thắn luôn. Giận chẹo. Lá. Cam hồng là lá, nói chung là nó là cái mặt hoa đẹp đó. Nó hai tông màu đó. Khách mua của em về nó nở ra đẹp lắm nè. Mà mấy chị nói là càng trồng về lâu á, cái tông nó càng chuyển màu càng đẹp. Càng trồng về lâu là tông nó càng đậm càng đẹp nha. Càng đậm càng đẹp thì đó bông mới nở mấy chị, bông mới nở. Mới có bông là em lấy cho cô chú coi đó. Nè cái này là mới nở nè. Mới nở nè mấy chị. Mới nở nè. Nó phân ra cho chú hai tầng màu rồi mà. Lúc mới nở là cũng hai tầng màu rồi. Cây cam hồng nó là cây bự, cầm cái cây nó nặng cả ký á mấy chị. Một cây đổ bi nữa nè. Một cây đổ bi. Một cây đổ bi nữa gặp đơn Nguyễn Khoa. Cây này xiên bông lắm cưng, chị thấy là cái này chị thấy là ta nổ lá nó mọi cắt bồi đó cưng. Lên cam đỏ chưa hả? Chưa. Cam đỏ tối bán chị Lai 500 anh em tối cam đỏ em bán giá cực rẻ luôn. Quá trời feedback nhận 1.000 feedback của mấy chị luôn, không tới ngàn. Không tới ngàn cũng phải cam hồng á, em lên rồi. Em lên rồi. Em lấy cho cây cam hồng coi nè. Trời ơi cái cây đỏ cam á, trời ơi mấy chị trồng làm bông em mới thật mấy chị. Nè cam hồng nè. Màu cam với màu hồng à. Phụ nữ có. Mẹ là màu gì? Nè cây cam hồng nè anh ruột. Cam hồng nè anh giao mua lê 180. Nặng lắm. Cây này 180 ngàn. Cây này 180 cây banana cam hồng. Cây này mọc ngang ngược nè. Cái lá này mọc ngang ngược nè mấy chị. Lá này mọc ngang ngược nè. Thay tại vì đây chứ đẹp phải không. Nè mọc đứng lên vậy đó. Ngang ngược. Đây là cây banana cam hồng 180 ngàn. Nó hai tầng màu nha. Hai tầng màu cây này. À, cho chị chi dần một cây đỏ bi cho mình có con ok. Có con. Nè. Chi dần nè, từ từ để em lựa cây đẹp cho. À, em lựa cho chị Tú thêm 5 cây vàng giùm chị đi. Một cây cam hồng chốt cho Giang Phạm Lê. Một cây đỏ bi chốt cho chị chi dần nè. Có với con chị chi dần nha. 160 ngàn, cảm ơn chị chi dần. Chi dần nha. Lên xin rộng lửa hả? Bằng 500 anh em cô chú vô đi. 500 anh em đi lên xin cho. Lên xin giống điếu cho. Lên xin giống điếu này kia các kiểu cho. Xin nè.
xin nè, xin xin có hai loại, xin rồng lửa và xin gieo hạt cho cô chú chị mình, xin có hai loại. Và bữa nay cái ngày hôm nay thì em sẽ cho cô chú chị mình cam đỏ hả? Thôi cam đỏ tối lên like chị tối đi, tối em lên cho chị Phương like. Vàng hả? Vàng thì tối nha, vàng chưa ra hàng, vàng chưa ra hàng để tối đi, còn ba mặt bông nữa. Vàng chưa ra hàng để tối em lên cho được không? Chịu không? Có buồn phiền gì không? Tối gặp đơn được, tối gặp đơn được, tại chưa có ra hàng, giờ không ai ra hàng đâu bán, ai đâu hàng bán. À, đổ bi nè, đổ bi đẹp không nè, một cặp là 300 ngàn, lẻ 160 ngàn cây đổ bi nha. Cây này xiên bông cực kỳ mấy chị. Vanda còn màu nào hết? Dạ Vanda còn màu vàng hai màu, màu vàng hai màu, màu vàng vàng pháp, vàng pháp cho cô chú chị mình. À, màu cam đỏ, à, màu cam đỏ, đỏ cam cho cô chú chị mình. À, rồi à, tối mấy giờ live với em hả? U như kỹ thường lệ, u như kỹ thường lệ. Bây giờ không mua hay gì? Bây giờ đăng live không mua cái gì? Giờ bán nắng không mua cái gì? Giờ tao bán nắng không mua cái gì? Hồi tối mấy giờ to? Giờ tao bán nắng không mua cái gì? Mua đây, mua đây. Vàng với cam đỏ là có rồi, khỏi lên nha chị. À, chị có bồn, có bồn lắm mà tối chờ gặp đơn mà trời mưa ăn nghiệt rồi thiệt. Qua mưa lớn thiệt cái mấy chị, chứ không phải dẫn chơi đâu. Qua mưa lớn, mưa lớn lắm đó. Ừ tối đổi, tối đổi trong quánh anh chứ ở đó tối đổi. Ừ trong quánh anh đó chứ ở đó tối đổi nè. Cây banana đổ bi 160 ngàn, mấy chị lên nắng, lên nắng. Mày tới cái mặt bông của tao mà để đây chặn xuống dưới tao lấy tới mặt bông được hết. Trời ơi thiệt luôn á, bay ô bay. Tao để cái mặt bông nữa nè. Nè. Bây giờ vô đi, giờ chưa vô chấm đi, vô lên xin nè. Dạ giờ em lên xin chị Nguyễn Tho nè. Dạ hả? Hiền bá hiền ghê hả? Tại thấy vậy chứ đâu có bằng gì. Em đâu có bằng chị Ma, chị Mẫn Trương đâu. Mẫn Trương đâu. Hen, nói chứ vui vẻ mấy chị nói vui vẻ chứ không phải là gì đâu nghe. Khách mấy chị nói vui vẻ thôi chứ cũng không ý gì. Nha, không ý gì. Đây là cây đổ bi, còn được khoảng chục cây mấy chị. Vớt cho nó hết giùm em đi, còn mấy cây leo nghe à. À tối bán cái khác chứ còn mấy cây do lấy tới lôi nhức đầu. Bớt cọc đi. Đây nè, cây này là 160 ngàn, cặp 300 ngàn. 160 ngàn cặp 300. Đào tạo nó cưng, mình phải đào tạo nó. Nói chứ bây giờ em lên xin nha mấy chị, lên xin nha. Bây giờ em sẽ lên cho cô chú chị xin. Em không? Một cặp 300 ngàn đổ bi hàng đẹp. Chị nhận được lăng rồi nha, tiền ship cao 250, không có cây 250 đâu. À, tiền ship của chị Như Tiền chứ, ví dụ mà tiền ship 250 đâu. À tiền ship 250 sao? Là chị Nguyễn Nguyễn sao? Cây của chị chắc bự lắm á. Chắc vận chuyển bay nữa đó. Vận chuyển bay đúng là chị Nguyễn Nguyễn ở xa này đúng không? Chị Nguyễn Nguyễn ở Tứ Huế lần, chắc vận chuyển bay. Vận chuyển bay nữa. Vận chuyển bay chắc, tại vì chắc của kỳ chị cái cây đóng thùng đúng không? Cây đóng thùng nên tách kiện ra, tách kiện ra. Nè lấy chanh cây đổ bi có con chanh này ok. Cặp đơn chanh Tấn Nguyên Quốc nha. Nè ok đấy Bita. Thêm cặp đổ bi lựa lầm đẹp chị. Đổ bi, đổ bi nè, thi chốt cặp này cho chị Repita nè. Repita cặp đổ bi này 300 ngàn chị Repita nè. Chi dần thêm cây có con chị chi dần ok. Đổ bi cho chị chi dần thêm một cây đổ bi đẹp chị chi dần nè. Chị con nha, lan đẹp lắm ha, cảm ơn chị Nguyễn. Tại ở xa, cây okay, này không được đẹp lắm nữa chị cây đẹp. Chị ở xa nên là chịu khó tí giúp em nha. Đây chốt chị chi dần thêm cây đổ bi có con nè. Thêm cây đổ bi có con. Mặt hoa của đổ bi em cho chị coi nè chị. Nè. Xin nè, bây giờ chuẩn bị lên xin nè, 500 anh em nè. Nè, đây là cái mặt hoa đổ bi nha. Đây đây là cây Vanda chứ mấy cô nha mấy chị. Màu đổ bi lúc mới nở là màu đỏ đậm. Và gần tàn cũng là màu đỏ luôn. Gần tàn cũng là màu đỏ luôn nha mấy chị. Đây nó là màu đổ bi đó. Đổ bi, đổ bi 160 một cây nha, cặp 300 ngàn. Em xin, bây giờ sẽ lên cho cô chú xin rồng lửa.
xin đồng lửa này nhập chuẩn gốc cho cô chú tặng vườn. Cây này có thể là kêu nó là cây tem luôn đó mấy chị. Cây này cây tem luôn đó. Cây này nó là dạng cây lớn rồi mà tại người ta chưa ra chậu thôi. Chưa ra tàu chậu. Nè mấy chị coi cái chậu xinh nè. Đây là cây tem luôn đó nghe mấy chị. À, cây này em nhập trực tiếp tại vườn của cái chú tôm người Lai tạo ra cây này. À trời ơi, lấy cái cây xin đồng lửa mà nó lấy cái cây sai tông lên bay ô bay thiệt luôn á. Nó không có nhìn cái cây, nó nhìn trời đất gì hết trơn á. Vậy chứ đây chứ đăng TikTok được là nó tạo hiệu ứng là ok la lắm luôn, 100 điểm đây nè. Nè, nhưng mà để lấy cái mặt bông cho, cái này là cô chú ra chậu lớn của em nha. Nó là tặng cây lớn nhưng mà người ta chưa ra chậu lớn. Còn cây này về Việt Nam của mình là sẽ bán cho cô chú hàng lớn. Cây rất là lùm nha mấy chị. Em lên cho cô chú cây mặt bông của chậu xinh này. Xinh này nói chung là giá trị kinh tế cao nha. Là cây này nói chung là cây tem luôn đó. Trời ơi, khách của em nè mấy chị ơi. Nè, mua dây da Thái đâu rồi? Mua dây da, mua chớp NUB. Rồi khách quen mua dây da Thái nè, chấn động chưa? Nó bữa nay thấy mê chưa mấy chị? Bây giờ có da đâu bán? Để bữa nào nhập da Thái về bán đi. Nhập da Thái về. Chị mới đặt order được nguyên cái lô mới tanh luôn. Trời ơi. Quá trời luôn mấy chị, hỏi da Thái quá trời. Mấy chị bị mê rồi, mấy chị bị dính cái ngải da da rồi. Đẹp quá trời luôn mấy chị, khách em về. Trời ơi, một tuần, hai tuần thôi là có hoa chơi. Mua nhanh vậy đó mấy chị. Bởi vì mấy chị cứ canh người ta bán da da không có chịu mua đâu. Người ta bán da da không có chịu mua. Cái rồi cái em bán cho em ba có em bán, mấy chị phải đợi da Thái của em về mấy chị mới mua thiệt. Nó thiệt luôn đó, nó thật sự đó mấy chị. Nào lại con bé sống điếu xong lỡ này lên nè. Sáng chị tới lấy lan, hỏi mấy đứa em lan gì không đứa nào biết tên hết trơn hả? Trời ơi. Chị nói đúng rồi đó. Đây ok ok, để coi xin đồng rưỡi lá nhiêu cái bà ơi, bà đợi tí bà. Chị hỏi em nè. Chị hỏi em nè, mấy đứa đó đâu có biết tên. Chờ mấy đứa đó đâu biết tên vậy? Chị hỏi em nè, em biết tên chị cho. À đây là em lên cho cô chú chị mình là chậu này, chậu xin đồng lửa. Đúng rồi. Chậu xinh rồng lửa. Nó có tên tiếng Anh của nó là Y Cian Thera. Về Việt Nam của mình là trước chị không chơi da da giờ ghiền rồi. Mà chị like nào lên khách cũng kêu em hỏi Yến ơi có bán da da Thái không. Mà mấy chị phải cầm từ là da da Thái mấy chị chịu, mới chịu. Còn nếu mà không phải là da da Thái thì mấy chị không mua. Lấy vậy đó, ác gì luôn đó chị. Ác gì luôn đó. Cây này là cây xinh rồng lửa, nó có tên tiếng Anh cho cô chú là EC Anthera. EC Anthera, tên chuẩn của nó nha mấy chị. Và cây này em nhập chuẩn gốc vườn của chú Tôm, là người Lai trực tiếp ra cái chậu xinh này cho cô chú chị mình. Không qua trung gian, không qua mô, không qua miết gì luôn. Là cha đẻ là người Lai tạo ra cái cây xinh này bán cho cô chú, nên là cái cây cô chú rất là chất lượng đó nha. Một cặp xinh rồng lửa là 250. Đây em cho cô chú coi nè. Bông nó rất là dài và cực kỳ là đẹp. Cha đẻ của cây xinh này luôn đó nghe mấy chị, nhập tận vườn. Đây cô chú coi nè. Đẹp lắm. Bông của nó rất là dài nha mấy chị. Mà cái màu, ôi nó dài lắm mấy ơi nè, chụp nè. Cây này dài bông dữ lắm. Em cho cô chú coi nè. Nè chụp cận cảnh nè, xuất sắc mà to lắm nha. Rất là to. Xinh nhưng mà rất là to, không phải là nhỏ. Xinh nó có hai trường hợp cho cô chú là to và nhỏ. Còn xinh là to nha. Một cặp là 250 mấy chị. Cặp 250 mấy vòi, cái cần vòi của nó dài hơn mấy chị. Cái này chụp mặt hoa, chụp thực tế tại vườn luôn đó nghe. Một cặp là 250. Nè. Để đứng lên bán cho nó nè. Đọc theo. Đã người ta nói là đọc theo tên tiếng Việt mà còn bà chủ là bà chủ quay dịch lên Google dịch là kêu là Lý Xanh Thara. Lý Xanh Thara. Nè chốt quyển hoa 2 cây. Cây này là cây lớn mấy chị. Chỉ là chưa ra chậu. Cây này nhập gốc luôn á. Nhập gốc luôn á. Đây. Cây lớn mà ta chưa ra chậu thôi nha.
một cặp của nó là 250. Nè lựa cặp cho mình, cặp 250 cho mấy chị. Tên của nó là lấy xanh Thara. Anh ơi, về Việt Nam của mình là kêu xin rồng lửa. Nó có tên chuẩn của nó luôn, lấy xanh Thara. Em bán xin là em phải có tên mấy chị. Em cái này em nhập trực tiếp vườn của nó luôn, là cha đẻ, là người lai tạo ra cây này. Chỉ có duy nhất vườn này mới có cây này cho cô chú luôn. Đây nè, cặp này 250 nha. Em chốt cho chị Trang Phạm nè. Một cặp chị Trang Phạm nha. Trang Phạm một cặp cho chị Trang Phạm, một cặp 350. Cây lớn không phải là cây nhỏ đâu nha mấy chị. Cho chị Thu Hồng ba cây, cho chị Thu Hồng nè. Hai cây chị Trang Phạm ạ. Em lựa đều cho chị Hồng và chị Hồng ghép nè. Chị Thu Nguyễn 10 cây. Ba cây cho mình ạ. Ba cây này cho mình nè, cho chị Thu Hồng ba cây. Thu Hồng 141 ba cây. Trước giờ. Cho chị 141 Thu Hồng. Cho chị Yến Lê một cặp xinh, trồng này đi bông lắm, bông nó dài mà phải khẳng định là bông to, cặp 250 nè. Yến Lê một cặp nha. Này em cũng có, không có nhiều hết chị. Em lựa đều để cho cô chú về ghép cái này. 117. Cái này cho chị Nga Nguyễn một cặp, chị Nga Nguyễn nha. Nga Nguyễn một cặp rồng lửa cho chị Nga Nguyễn. Nga Nguyễn 142. Trang Huỳnh một cặp xinh cho chị Trang Huỳnh. Em lựa đều cho cô chú về ghép. Trang Huỳnh một cặp xinh, chị Trang Huỳnh cây lớn rồi mấy chị mà tại chưa ra chậu thôi. Trang Huỳnh một cặp. Trang Huỳnh 143. Bằng Lăng một cặp xinh rồng lửa cho mình ạ. À. Bằng Lăng để em lựa đều cho Bằng Lăng nha. Để lấy sổ đi em. Lấy 10 cây cho chị Tú Huỳnh. Bằng Lăng một cặp cho chị Bằng Lăng. Bằng Lăng 144 một cặp. Một cây Vanda đổ bi chị vào Bằng Lăng nè. 144. Này giống cái khác luôn nó rồi. Vanda đổ bi 144 cho chị luôn. Đây em lựa cho cây Vanda đổ bi đẹp chứ. Một cây Vanda đổ bi đẹp cho chị Bằng Lăng nè. Bằng Lăng một cây Vanda đổ bi chị Bằng Lăng 160. Một cây xinh cho Bình Nguyễn. Bình Nguyễn một cây xinh rồng lửa. Em nhập tận gốc chuẩn nhà vườn không qua trung gian. 140 cho Bình Lê. Để em cho coi mặt bông của cây xinh rồng lửa nè mấy chị. Tên tiếng Anh đó mấy chị. Tên tiếng Anh của nó có ghim lên cho cô chú chị mình á. Đây cây là cây lớn hay là cây nhỏ nha. Bông to lắm. Em nói mấy chị bốc bông rất là to. Và thằng này cực đẹp luôn. Giá là một cặp 250 giùm em. Lẻ là 140 một cây chậu xinh. Lẻ 140 ngàn. Cây đẹp nha, cây này nói chung là tặng cây lớn thôi mấy chị. Mà chỉ là chưa ra chậu cho cô chú thôi. Chứ cây xinh mà cỡ này là mấy chị ra chậu là quốc 350 liền. Cỡ tầm thế này là 350, 350 rồi. Chứ nó có rẻ đâu mấy chị. Chị xinh rồng lửa rất đắt. Hoa ở ngoài đẹp lắm, giống như hoa ba đê. Gần có hai chị em nhà cây lớn rồi chị. Đủ sức làm bông hết trơn rồi chị. Hoa này ở ngoài nhìn giống như hoa ba đê đẹp lắm miếng. Cảm ơn chị Trang. Chị Nga Nguyễn thêm một chậu xinh rồng lửa, gặp đơn 42 thêm 1 cây nữa. Cho chị nửa ký Văn Tân Trầm Nguyễn Thơ ok. Chớp Acaboy tối em lên. Chớp Acaboy là tối lên bán với chị. Tối lên bán cái nào là tối là tối. Đây nè một cặp này nè, em lựa cho cái đều. Một cặp là 250. 250. Mua đi đẹp lắm. Mấy chị ơi em mua trổ bông rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Kiều. To không? Mà to không? Cái này to mà, rất là to. Mà bán đi. Em bán cho cô chú nhận cái bách của mấy chị không à. Hai xin rồng lửa cho chị Mỹ Dương. Mỹ Dương hai cây. À Phụng Hoa lửa có luôn rồi kìa. Có luôn rồi. Bây giờ giờ coi đi, giờ tôi coi đi chị. Coi đi em lên cái này nó vô đi mang. Nè, xin rồng lửa là một cặp 250 nha mấy chị. Đây là cây lớn nha. Cây lớn phải là cây nhỏ đâu, cô chú chịu khó về cô chú về chịu khó ra chậu giùm em. Tại cây này nó là cây lớn rồi, bây giờ nếu mà nhập chậu lớn á thì giá của nó là về đây bán mấy chị phải là 200 mấy, 300 mấy rồi. Nó cũng tặng thế này mà chỉ là chưa ra chậu thôi. Nếu mà người ta ra chậu bển á, bông bự cánh sắn đẹp lắm. Cảm ơn chị Kiều nhiều. Chị mua rồi.
trồng hoa đẹp hơn trong hình, nên là chị mua thêm. Cảm ơn chị Trang Phạm. Đây, cái cây sinh đồng lửa này, một cặp của nó là 250 nha. 250 một cặp thế này. Cây là cây lớn, phải là cây nhỏ nha mấy chị, cây lớn nha. Nói chung là cái dòng này bông dài lắm mấy chị và bông to. Và cái màu nó đúng như cái hình em cho cô chú coi, là nó pha cho cô chú một cúc cam, một cúc trúc vàng cho chị mình cây đẹp. Lẻ là 140 một cây. Mấy chị có thể nói Yến tại sao chậu nhỏ thế này mà lẻ tới 140 mà đi cặp 250 như vậy. Dạ, cái dòng này rất là đắt quý vị. Nó là tặng cây lớn luôn rồi. Em nhập giá cao đó nghe. Bây giờ nó có hai trường hợp ở bển đó mấy chị. Là một cái là nó ra chậu to tí, cũng tặng cây thế này nhưng mà nhập về là sẽ bán 200 mấy 300. Còn cũng tặng cây thế này mà chậu nhỏ, chỉ có cực cái là về ra chậu thôi. Nhưng mà giá nó lại rẻ hơn tí thì mấy chị lấy cái này thì ok hơn. Đó, với lại một điều nữa, cây này em nhập chuẩn gốc cho cô chú cho mình, không qua bất kỳ trung gian, và nhập ngay vườn là cha đẻ người lai tạo ra cây sinh đồng lửa này cho cô chú chị mình luôn, tại vườn của chú Tom Morris. Cha đẻ của cái cây này luôn nha mấy chị. Và chỉ có một chú là lai tạo ra được cái giống này và độc quyền phân phối về Việt Nam cho mình. Sinh đồng lửa một cặp của nó là 250 nha, lẽ là 140 một cây. Lẽ 140 cây này mà cô chú ra chậu lớn thì giá cực kỳ cao đó. Cặp 250 sinh đồng lửa, cây đẹp mấy chị. Hôm bữa em về quê em cũng có bán cho cô chú mấy chậu sinh đồng lửa mà bán mấy chị 300 mấy một cây á. 300 mấy là một từ một cây này nè mấy chị. Từ cây này ra chậu mà thuần cho cô chú bán 300 mấy cây á. Bông đẹp lắm nha, sinh đồng lửa là bông nó đẹp lắm đó. Nè cô chú coi cái mặt hoa của sinh đồng lửa nè, to ở ngoài thì mấy chị cảm nhận được rồi. Nó không ra gốc ba gốc không đẹp, cây đẹp lắm mấy chị. Em cho cô chú tấm hình mà chụp tại vườn nè, nó còn nở chuyển sang màu đậm hơn nữa nha. Cây sinh đồng lửa này nó còn chuyển nở sang màu đậm hơn nữa, và em sẽ cho cô chú coi cái tông màu đậm của nó nè. Nè từ từ nghe, mấy chị sẽ nhìn mặt bông này đúng không, em sẽ cho cô chú chị coi cái tông màu đậm của nó nữa nè. Nó sẽ chuyển sang cái tông màu đậm thế này nè, cánh nó phải sáng tít thế này luôn cho cô chú chị mình luôn, rất là đẹp. Đó, mới nở thì cái bông của nó hơi nhạt tí, khi cô chú cho ăn nắng nhiều mấy chị sẽ thấy cái cánh hoa của nó nè xoắn đậm lên cho cô chú chị mình, mà nhìn thấy cái lưỡi của nó đã chất lượng cho mấy chị, chất lượng chưa. Cây này giá của nó là 100 ren red là có tối mới bán, tối mới bán ren red là tối em mới bán quý chị. Cặp này là 250 một cặp nha. Anh chị nào có chốt sinh đồng lửa thì chốt em một cặp 250 xong. Anh chị có chốt thì nhắn gửi em sẽ nghỉ giải lao cho cô chú khoảng 10 phút, rồi cô chú vô lại giúp em sẽ lên cho cô chú anh chị mình cái lô ống điếu với lại cái ren red cho chị mình, ống điếu với ren red nha mấy chị, ống điếu với ren red, và lên cho cô chú chị mình cái cây đồng tiền, đồng tiền nha mấy chị, đồng tiền mà cái màu này rất là đẹp luôn đó, ống điếu ren red, và sẽ lên luôn cho cô chú vanda vàng rồi nè. Phải 10 phút nghe, phải 10 phút. Ai chơi chị anh chị cái vanda vàng này nè, cái màu này là đảm bảo cô chú chưa ai có nè. Không màu. À, dạ. Địa chỉ của mình là địa chỉ cũ 105. Em sẽ cho cô chú anh chị coi cái vàng pháp. Dạ, cái vanda vàng pháp mà một chú chút em lên cho. Một cây xin cho chị Lý Thị Kim Hoàng. 140 nha. Hàng này ra chỗ to nghe hàng. Hàng mua cái này là lợi lắm đó, em tính hết cho cô chú rồi. Nếu mà cái đường nào lợi là em bóc cho cô chú. Đây cho chị Hoàng 140. Cây này về ra chậu là lên thiết kế rồi mấy chị. Chứ xin mà đợt trước mà nếu mà em bán chậu nhỏ cho cô chú 90.000 cây là có 3 thân à. 3 thân mà cây nhỏ lắm. Còn đây là cây to. Em chúc em sẽ lên cho cô chú cái vàng màu vàng pháp này nè. Nè. Vàng này nè mấy chị. Em hay kêu nó là vàng pháp. Tại có ông Tây ông đứng ở đây em kêu nó là vàng pháp. Cây này nó có tên cho cô chú và chị mình là Vanda Renugon. Vanda Renugon. Cho cô chú chị mình là cây này nè. Bông bự lắm. Đứng kế bên người Tây mà mấy chị cảm giác như hình dung, cảm giác như con người mình nó nhỏ bé lắm, nó rất là to. Rất là to nhưng mà phải 10 phút nữa nha. 10 phút nữa em vô lại cô chú nha mấy chị. Nghỉ xe hơi. Nghỉ xe hơi nha mấy chị. Nha. Đó. Rồi cô chú offline rồi 10 phút cô chú vô lại giùm em.